này cho tròn tình yêu thương, đẹp tình quê hương mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương, mình thương thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh ơi, anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương, nhịp cầu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ giá phố phường anh lên đường không vân vương, hỏi anh bao nhiêu thu rồi, biên cương xa vời mơ ước gì hỡi lòng trai, sông núi chia phôi. Anh ơi anh ơi, trời Nam đau khổ, nhà Việt Nam cách trở, mẹ Việt Nam nức nở, mình người Nam muốn thuở giữ trong lòng cho tròn tình quê. Hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời, nên viết bài ca tặng người. Anh ơi cho dù anh trở về quê hương hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi, quê cũ mừng vui. Trong lòng cho tròn tình quê. Hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời, nên viết bài ca tặng người. Anh ơi cho dù anh trở về quê hương hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi, quê cũ mừng vui. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi, quê cũ mừng vui.
mừng vui. Trinh xin gửi lời chào yêu thương đến tất cả cô chú bác, các anh chị và các em nha. Trinh vừa hát một cái sáng tác rất hay của cố nhạc sĩ ca sĩ Duy Khánh, cái bài Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Trinh thích cái bài này dữ lắm. Trinh thích cái câu là anh ơi, người miền Nam muôn thở giữ trong lòng cho trọn tình quê á. Mình là người miền Nam mà ha, cô bác, các anh chị nên yêu thương nhau lắm. Lúc nào cũng giữ trong lòng cái tình của quê hương đất nước đó. Trinh cũng vậy. Trên đang sống ở bên nước ngoài nhưng mà cũng vì yêu quê hương nên trên ngồi đây nè. Bữa nay lên trễ một chút, xin lỗi cô bác các anh chị nghe. Cũng trục trặc ba máy móc ngồi chỉnh hoài, không biết dạo này cái YouTube trên bị gì á, mà trên kiểm tra internet thì đâu có bị gì đâu mà nó cứ dấp hoài, không biết trên bị cái gì luôn, tới ngồi mò hoài không ra, khổ gì đâu á. Cô chú bác các anh chị và các em có khỏe không? Nhanh quá ha, mới đây cuối tuần rồi. Thời gian nhanh thiệt á. Mới đây mà gần giữa tháng 6 rồi. Cũng sắp tới ngày lễ cha hả? Ngày Father Day. Sắp tới rồi. Trên nhớ trên live stream ngày đầu tiên là cái ngày Father Day thì phải. Và bây giờ đã gần một năm rồi đó cô bác các anh chị. Thấy thời gian nhanh ghê không? Vậy là trên sắp chuẩn bị cùng cô bác các anh chị mình mừng một năm. Mình lên live stream trong cái tháng 6 này. Ngay cái ngày Father Day đó. Trên nhớ vậy. Nhanh thiệt. Mới đây một năm trời rồi, đã được gặp cô chú bác các anh chị các em một năm rồi đó, thấy chưa? Đâu có ít ỏi gì đâu, gần 365 ngày, 12 tháng, trời ơi, quý biết chừng nào hả? Xin nhớ lại cũng nhiều kỷ niệm quá, từ bữa giờ cũng từ một năm nay cũng bị chửi quá, rồi bị rủa tùm lum hết, rồi nghĩ lại vui, bị chửi mà vui, có ai vậy không? Tại vì mình đâu có làm gì xấu đâu. Và mình thấy người ta chửi mình cũng không có ghét người ta, tại vì người ta chưa hiểu thôi, thấy tội nghiệp người ta quá cô bác anh chị. Mình đâu có làm gì sai phải không, mình chỉ nói cái đúng thôi. Mình cũng bị chửi mà kệ, trên cũng cười hề cho qua chứ đâu có gì đâu. Còn cười được là cười à, trên cười mỗi ngày vậy đó, có khi cũng cười ra nước mắt. Thấy đồng bào của mình khổ thương quá, nói thiệt lòng là như vậy, nhưng mà kệ, có ai đâu tin. Không có ai tin mình chỉ biết mình tin mình với trời đất biết thôi. Bây giờ không lẽ giờ nói tôi thương lắm cũng đâu có ai tin mình đâu. Cũng khổ lắm. Tôi nói tình ngay lý gian. Có nhiều người nói Chan đâu giả bộ hay quá. Cái Chan nói Chan giả bộ để làm gì? Đâu nói lý do Chan giả bộ coi. Nhiều người ta chống cộng, người ta kiếm được tiền. Người ta chống cộng mà người ta mua nhà, mua cửa. Người ta chống cộng, người ta giàu gần chết luôn. Nó còn trên chống cộng gì càng ngày càng nghèo. Nghèo mạt riệp. Vậy cũng nói người ta giả bộ, khổ gì đâu quá anh chị. Phải chi mà giả bộ mà được cái gì á, thì trên cũng đáng đúng phải không? Còn này giả bộ toàn bị chửi không. Vậy cũng giả bộ chi cho mệt nha. Đi làm về lật đật ăn cơm, với tô cơm ăn đại cho có sức để hát. Chứ đói hát không có được. Rồi lên gặp cô bác các anh chị vui quá trời luôn. Nhìn những cái lời comment chạy chạy vậy chứ trên vui lắm á. Trên định live stream trên YouTube khi mà Facebook bị phá hoài đó. Cái Trên thấy trên Facebook live stream vui, tại vì có trái tim rồi bye bye phải không. Rồi nhìn hình ảnh cô bác anh chị hiện lên nè, trên màn hình nè, thấy nó vui lắm. Còn YouTube nó làm sao á, nó không có mấy trái tim bye bye nên nó buồn. Đó, nói thiệt lòng luôn á. Chứ khi nào nó phá hết Facebook thì mình lên YouTube mình live tiếp nha cô bác anh chị, sẵn thông báo vậy luôn. Bữa nay bác Úc Bạch Lan, đó là bác Trương Văn Úc, chia sẻ với Chen về cuộc họp thượng đỉnh. Chen chỉ mới đọc sơ qua có một đoạn này hơi dài, nhưng mà Chen thấy rất là hay. Trước tiên thì Chen cảm ơn bác Úc nghe, bởi vì bác viết về cái gì cũng hay á, chính trị, văn hóa là cái gì cũng thấy hay hết á. Và cảm ơn luôn những cô chú bác lớn tuổi đã cùng với Chen, giúp Chen đủ thứ hết, dạy Chen cái này cái kia, chia sẻ với Chen này kia, Chen cảm ơn hết luôn, chung hết luôn. Chen sẽ chia sẻ cái bài của bác Úc ngay bây giờ nè, để thời gian nó chạy lẹ lắm. Nhân cái dịp mà tôi đọc được cái bản tin vào ngày 16 tháng 6 tới, thì sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra
sắp tới rồi, sắp tới diễn ra rồi. Ở Geneva, Thụy Sĩ. Ngoài những hồ sơ quốc tế, việc xem xét các mối tương quan lực lượng và xác định một mối quan hệ mới với Nga là một thách thức rất lớn cho chính quyền Biden. Lịch sử có những khúc quanh hay những bước ngoặt làm thay đổi toàn diện bộ mặt của thế giới. Thường những khúc quanh hay bước ngoặt này được thể hiện qua những hội nghị thượng đỉnh của hai hoặc nhiều lãnh tụ của các quốc gia trên toàn cầu. Cuộc họp thượng đỉnh chỉ dùng cho các cuộc hội nghị của các nguyên thủ quốc gia hoặc là người đứng đầu chính phủ mà thôi. Đây là một hình thức sao phỏng dùng để dịch một cái danh từ là summit của tiếng Anh. Thường thì cái từ summit này được giải nghĩa một cách đơn giản, đó là một cái a meeting between heads of government, là cái hội nghị giữa những người đứng đầu của chính phủ. Còn nếu mà nói chi tiết hơn thì đó là một cái an international meeting of heads of state or government, usually with considerable media exposure, tight security and a rearranged agenda. Tức là cái cuộc hội nghị quốc tế của những người đứng đầu quốc gia hoặc chính phủ, có truyền thông đưa tin rộng rãi, an ninh thắt chặt và một nghị trình được sắp xếp trước. Summit là cái dạn tắt của summit meeting, cũng gọi là summit conference, ít được dùng hơn, điều có nghĩa là hội nghị thượng đỉnh. Vào năm 1932, một cuộc họp thượng đỉnh bí mật giữa bộ ba là Adolf Hitler, Đức, Mussolini của Ý và Hirohito của Nhật Bản để hình thành cái phe trục và khởi động thế chiến lần thứ hai. Trong đó chia phần ra, Đức sẽ chiếm toàn thể lục địa Âu Châu, Ý sẽ chiếm Phi Châu và Nhật sẽ chiếm Á Châu. Và năm 1940, một cuộc họp thượng đỉnh cũng hoàn toàn trong vòng bí mật giữa Winston Churchill, Anh Quốc và Tổng thống Franklin Roosevelt của Hoa Kỳ nhằm thảo hoạch cái chiến lược phản công phe trục. Kết quả là cuộc chiến như thế nào, bản thân tôi nghĩ không cần nhắc lại nữa. Chỉ tiếc là có một điều, vì thời tiết mùa đông quá khắc nghiệt khiến cho quân Đức Quốc xã không chiếm được cái Stalingrad, phải rút lui gây thảm họa liên tục sau đó. Cái thảm họa nặng nề nhất là cuộc họp thượng đỉnh giữa bộ ba Mỹ, Anh, Nga, Franklin do Roosevelt, Churchill, Stalin năm 1941 chấp nhận cho Cộng sản Nga của Stalin là đồng minh giải phóng châu Âu. Và kết quả là phân nửa Âu Châu đã rơi vào tay Cộng sản. Chưa hết, sau đệ nhị thế chiến chấm dứt thì Harry Truman đồng thuận với Churchill không giúp sức yểm trợ cho Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch để toàn thể Trung Hoa lục địa rơi vào tay của Mao Trạch Đông, vốn dĩ là một đồng chí trung thành với Stalin, khiến cho cán cân ý thức hệ tư bản và cộng sản ngang ngửa trong lĩnh vực chiến lược toàn cầu, gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh tan tóc cho hầu hết các quốc gia nhược tiểu, trong đó điển hình nhất là chiến tranh Việt Nam và cuộc chiến tranh lạnh giữa hai thế lực siêu cường Nga-Mỹ kéo dài gần nửa thế kỷ. Kết quả cho cuộc họp thượng đỉnh năm 1972 giữa Richard Nixon và Mao Trạch Đông kết thúc chiến tranh Việt Nam và cũng là thời điểm thế lực thứ ba ngôi lên để thành cái chân thế vạc như ngày nay. Vào ngày 19 tháng 11 năm 1985, lần đầu tiên sau 8 năm cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao Nga-Mỹ, hai nguyên thủ quốc gia Liên Xô và Mỹ đã tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh. Trước đó, cuối những năm 1970, đầu những năm 80 là giai đoạn không mấy tốt đẹp trong mối quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ. Liên Xô đưa quân tới Afghanistan và Mỹ thì tìm cách khiến Liên Xô thất bại thảm hại. Bên cạnh đó, cũng không có một cuộc gặp nào giữa các lãnh đạo hai nước kể từ khi Tổng thống Jimmy Carter gặp một nhà lãnh đạo là Leonid Brezhnev ở Vienna năm 1979. Mọi thứ đã thay đổi khi nhà lãnh đạo Liên Xô là Chernenko qua đời năm 1985, dẫn đến những thay đổi bất ngờ trên chính trường nước này. Cũng năm đó, theo tiến cử của nhà ngoại giao có ảnh hưởng là Andrei Gromyko, lãnh đạo chính trị cao cấp của Liên Xô đã chọn một nhân vật tương đối trẻ, đó là ông Gorbachev, lúc đó mới có 54 tuổi, làm tân tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô. Cho tới khi Tổng thống Ronald Reagan
và nhà lãnh đạo Gorbachev gặp nhau tại Geneva đã không đưa ra bất kỳ thỏa thuận quan trọng gì hết. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này có chiều hướng tốt để hình thành xây dựng nền tảng tốt đẹp cho tương lai, khi hai người có thêm nhiều cuộc nói chuyện cá nhân và dường như đã phát triển một mối quan hệ chân thành và gần gũi, có tính cách tích cực sẽ giải quyết những xung đột bế tắc lịch sử. Cuộc gặp này có phần gây ngạc nhiên cho một số cá nhân tại Mỹ, bởi vì Reagan thường xuyên có lời lẽ mang cái tính khiêu khích về chủ nghĩa Cộng sản và Liên Xô. Nhưng nó lại phù hợp với mong muốn của một vị tổng thống nhằm kiểm soát cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử. Về phần của Gorbachev, thượng đỉnh lần này là một tín hiệu rõ ràng khác về mong muốn của ông nhằm tạo dựng quan hệ tốt với Mỹ, từ đó giúp ông có thể theo đuổi cải cách trong nước tốt hơn. Đã chưa có thành tựu nào đáng kể, hai bên ký với nhau 6 thỏa thuận, từ trao đổi văn hóa và khoa học đến các vấn đề môi trường. Tuy nhiên, cả Reagan và Gorbachev đều bày tỏ sự hài lòng sau khi hội nghị đã kết thúc vào ngày 21 tháng 11. Thượng đỉnh tiếp theo được tổ chức vào tháng 10 1986 tại Reykjavik với kết thúc có phần thất bại khi cam kết của Reagan đối với sáng kiến phòng thủ chiến lược hay là hệ thống phòng thủ quả tiễn được gọi là chiến tranh giữa các vì sao đã gây trở ngại lớn cho tiến trình đàm phán kiểm soát vũ khí. Tuy nhiên, vào thời điểm diễn ra thượng đỉnh lần thứ 3 ở Washington DC vào năm 1987, cả hai bên đều đã nhượng bộ để đạt được thỏa thuận về một loạt tấn công kiểm soát vũ khí. Hai nhà lãnh đạo ban đầu nghi ngờ và chỉ trích lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn có thể khiến cho việc chấm dứt chiến tranh lạnh trở nên khả thi. Gorbachev muốn thay đổi chiến lược đảm bảo hủy diệt lẫn nhau, MAD, vốn là một học thuyết cho rằng hai siêu cường nguyên tử này sẽ an toàn, miễn là họ duy trì đủ số đầu đạn nguyên tử tiêu diệt đối phương. Nếu một trong hai bên phóng tên lửa trước, thay vào đó, ông muốn khai thác tiềm năng của ý tưởng là an ninh chung, trong đó cho rằng Liên Xô có thể bảo vệ chính mình khỏi một cuộc tấn công của Mỹ bằng cách đẩy mạnh hợp tác. Ở phía bên kia bức màn sắt, Tổng thống thứ 40 của nước Mỹ Ronald Reagan theo đuổi kế hoạch kiềm chế năng lực nguyên tử của Liên Xô và bảo vệ nước Mỹ trước một cuộc tấn công nguyên tử tiềm tàng bằng cách sử dụng công nghệ cho phép quân đội Mỹ bắn hạ tên lửa nguyên tử đang bay tới gần trên không gian. Đó là những chuyện trên mặt bàn, trước hàng trăm ký giả phóng viên của truyền thông thế giới. Còn những buổi gặp trong bí mật thân mật giữa Reagan và Gorbachev cùng với hai thông dịch viên mặt tối vô cùng đặc biệt. Chỉ có Tổng thống Reagan nửa đùa nửa thật lúc đó hỏi Gorbachev như vậy: "Ngài nghĩ sao nếu chúng tôi trở lại Việt Nam?" Gorbachev lúc đó mới chần chừ rồi sau đó trả lời: "Thưa ngài, câu trả lời không nằm trong thẩm quyền của tôi." Thật sự, cuộc gặp gỡ giữa ông Reagan và Gorbachev không phải vì chuyện MAD hay là SDI, mà chính vì chuyện Biển Đông. Biển Đông là cái diện, là điểm chính là Việt Nam. Xin nhắc lại, trong thời điểm đó, Hà Nội và Bắc Kinh đang còn quay lưng với nhau sau cái khi mà Đặng Tiểu Bình dạy cho Việt Nam một bài học phản sư môn ở biên giới phía Bắc 1979. Đến năm 1987, bộ ba Ronald Reagan, Ngoại trưởng George Shultz và Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Wheeler Westberger đã lên kế hoạch cho dự tính Mỹ sẽ trở lại Việt Nam. Ngay sau đó, Mỹ đã nhận được sự trả lời của Nga rằng: "Xin quý vị đừng dồn chúng tôi vào tranh tường, chúng tôi sẽ từng bước giải quyết vấn đề này." Giải quyết bằng cách nào? Và từ ngày đó tới bây giờ diễn biến ra sao? Lẽ đương nhiên câu chuyện bí mật lịch sử này không mấy ai biết đâu. Do duyên nước phước nhà và may mắn cả đời người không uổng phí cái tâm trí, công sức, nan hành, khổ hạnh tầm sư học đạo và được kiến long đại tại điền là hào nhị trong kinh dịch mong sao cho chí sự hào lục bát thuần càn phi long tại thiên để giải cứu dân tộc nước nhà thoát họ diệt vong. Một câu chuyện dài vẫn chưa có hồi kết. Một chuỗi những sự kiện trong cuộc cách mạng toàn diện chống chế độ Cộng sản bắt đầu từ Poland năm 1988 rồi đến Hungary, East Germany, Bulgaria, Cộng hòa Séc và Romania. Romania là duy nhất của khối Đông Âu trong cuộc diện lật đổ Cộng sản dữ dội và tàn bạo nhất. Cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn từ tháng 4 tới tháng 6 năm 1989 không kích thích được những thay đổi chính trị lớn của Trung Cộng. Nhưng hình ảnh đó có tầm ảnh hưởng là sự can đảm bất chấp của quần chúng trong cuộc biểu tình đó đã giúp thúc đẩy các sự kiện ở những nơi khác trên thế giới. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, công đoàn
tinh thần đoàn kết giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tự do một phần ở Poland, dẫn đến sự sụp đổ chế độ Cộng sản vào mùa hè năm 1989. Cũng trong tháng 6 1989, Hungary và các quốc gia Đông Âu khác bắt đầu tháo bức màn sắt của Điện Cẩm Linh. Một điều rất quan trọng ở đây là Hồng quân của bang Liên Xô tuyệt đối không can thiệp vào cuộc biến loạn này. Qua trung gian của Đức Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị gốc Ba Lan 1978-2005, Gorbachev tiếp nhận giải pháp đảo chính giả để Yeltsin lên thay thế làm tổng thống thay vì chức bí thư đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết, và Gorbachev trở thành một đại tư bản đỏ của thế giới Cộng sản kể từ năm 1991. Một cuộc cách mạng nhung làm sụp đổ chế độ Cộng sản chỉ thiệt mạng một binh sĩ Nga vì tai nạn giao thông. Để sau đó, Tổng thống George Bush cùng với Tổng thống ông Gorbachev bắt tay nhau cùng tuyên bố cuộc chiến tranh lạnh Nga-Mỹ đã hoàn toàn chấm dứt cuối 1991. Cựu Tổng thống Donald Trump đã gặp Tổng thống Nga, ông Putin, bao nhiêu lần trong bối cảnh chính trị gay gắt với Trung Cộng, không ai biết. Giới quan sát chính trị chỉ biết hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và Nga năm 2018 là một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin, còn được gọi là hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin. Nó diễn ra vào ngày 16 tháng 7 năm 2018 tại Helsinki, Phần Lan. Bộ Ngoại giao Phần Lan chính thức đặt tên cho hội nghị thượng đỉnh là cuộc họp Helsinki năm 2018. Nó được chủ trì bởi Tổng thống Phần Lan là ông Sauli Niinisto. Cuộc họp thượng đỉnh xảy ra tại cung điện của Tổng thống Phần Lan. Các đề tài của Trump đã tuyên bố sẽ thảo luận tại cuộc họp báo gồm tình trạng ở Syria và Ukraine. Ngoại trưởng Mike Pompeo nhậm chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2018, gặp hai đồng nghiệp Nga là ông Sergei Lavrov và người Phần Lan là Timo Soini. Tổng thống Phần Lan tiếp Tổng thống Trump và Putin ban đầu riêng lẻ. Buổi sáng hôm đó, Niinisto và vợ đón tiếp Tổng thống Donald Trump và phu nhân tại nơi cư trú chính thức của họ. Trong khi hai tổng thống nói chuyện thì hai phu nhân cùng nhau ăn sáng. Một cuộc họp thượng đỉnh Helsinki năm 2018 bắt đầu tại cung điện tổng thống khoảng 1 giờ trưa. Tổng thống Niinisto chính thức tiếp đón Putin, sau đó là Trump. Cuộc thảo luận song phương giữa Tổng thống Mỹ và Nga xảy ra tại cái Gothic Hall trong cung điện. Tổng thống Trump và Putin gặp mặt nhau chỉ với thông dịch viên của mỗi bên. Sau cuộc họp đó là bữa làm việc có ăn trưa thêm những viên chức tại Hall of Mirrors. Hội nghị tập trung vào việc cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước đã xuống cấp kể từ khi cái vùng Crimea sáp nhập vào Nga, và do đánh giá của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã cố gắng can thiệp vào kết quả của bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ. Ngày hôm sau, Tổng thống Donald Trump và Putin đã gặp riêng trong 2 tiếng đồng hồ. Không có một trợ lý hoặc người lập biên bản gì hết, chỉ có người thông dịch viên của mỗi bên mà thôi. Cuộc họp được lên kế hoạch là 90 phút nhưng chỉ kéo dài 2 tiếng. Một điều đáng chú ý ở đây là hai người gặp nhau riêng, chỉ với hai thông dịch viên thôi. Họ thảo luận và đồng thuận với nhau điều gì, việc gì thì chắc 4 người biết mà thôi. Có thể hai người thông dịch viên là biết rõ hơn ai hết. Và quả thật chỉ có trời mới biết mà thôi. Và trong thời gian này, Tập Cận Bình đang vật vã te tua bởi vì Trump đã dùng cái trailer mà Putin vẫn bình chân như vậy, không một lời ủng hộ cũng không một lời phản đối gì hết. Theo như tin tức của Tàu Bạch Ốc loan báo, vào ngày 16 tháng 6 tới đây, ông Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Nga Putin và trong một cuộc họp thượng đỉnh tay đôi. Trước khi tiếp đón Biden chỉ có 5 ngày, ngày thứ 6 ngày hôm qua, tức là 11 tháng 6 2021, trong cuộc phỏng vấn của đài NBC News, Putin đã nói: "Ngay cả bây giờ, tôi tin rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là một cá nhân phi thường, một cá nhân tài năng. Nếu không thì ông ấy đã không trở thành Tổng thống Mỹ. Ông ấy là một cá nhân đầy màu sắc. Bạn có thể thích ông ấy hoặc không, và nhưng ông ấy không đến từ nền móng xây dựng của Hoa Kỳ. Ông ấy không phải là một trong những chính trị gia lớn trước đây, và một số người thích điều đó, một số lại không thích nó, nhưng đó là một sự thật." Đối với lãnh tụ của một siêu cường, trước khi tuyên bố một điều gì đó trước giới truyền thông thì họ phải cân nhắc rất cẩn trọng và kỹ lưỡng. Đón ông tổng thống mới mà khen ông tổng thống cũ thì chẳng khác gì là coi thường ông tổng thống mới, nếu không nói là châm biếm và chê bai Joe Biden. Mà thực tế thì xem ra có vẻ đúng như vậy.
hình ảnh quỳ gối trước cái hòm ôm xác tên du côn chọt lôi. Đầu đường xó chợ mà phong thánh cho nó của Joe Biden vẫn còn nguyên đó. Hình ảnh của cái tên Hines Kenya chui cửa sau của chiếc Air Force One để đến dự hội nghị thượng đỉnh với chú ba bán dây chai long dịch thì cũng vẫn còn nguyên đó. Trong bối cảnh thế giới đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ sau cơn đại dịch virus Vũ Hán, các siêu cường đang cân bằng thế chân vạc. Hai vị nguyên thủ siêu cường đứng đầu thế giới và Nga Mỹ có quẩn đâu mà đi bàn cái chuyện môi trường khí hậu, chuyện buôn bán dầu lửa, chuyện cắt giảm vũ khí nguyên tử. Đừng quên rằng hiện nay đã có vũ khí sinh học, còn nguy hiểm gấp ngàn lần. Chuyến Nga du của Joe Biden lần này chẳng khác gì tay thục, muốn đánh gục Đông Ngô mà phải cầu hòa với Bắc Tháo vậy. Nhưng tiếc thay, tay thục dưới quyền của Joe Biden giờ đây đang ở thế hạ phong, không còn ở thế thượng phong như trước thời của Tổng thống Donald Trump Kim Mao Sư Dương nữa. Hội nghị thượng đỉnh giữa Ronald Reagan và Gorbachev năm 1985 đưa đến chấm dứt sau 50 năm chiến tranh lạnh. Hội nghị thượng đỉnh giữa Joe Biden và Putin sẽ đưa thế giới về đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Tập Cận Bình có biết hay không? Chuyện gì tới thì sẽ tới. Còn chuyện chưa tới mà mình bình loạn nhiều quá thì vác chiếu về lăng ông bà chiểu, sờ cái mu rùa. Để lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn xin bói một quẻ. Bản thân tôi cà tửng xem qua rồi coi như bỏ, không có gì. Ai muốn biết có gì thì nên xem lại cái bản mệnh mình thọ yểu ra sao, rồi zip cái mau lại, tri kỳ phận tốt hơn. Thân kính chúc quý vị một ngày vui qua lâu nghe. Tôi Út Bạch Lan. Bác Út viết chính trị mà bác Út cũng có giỡn trong này nữa. Trên đọc cái bài này vô cùng căng thẳng, bởi vì đây là những cái tài liệu về chính trị cũng như những cái cột mốc thời gian. Cho nên không có dám đọc sai cái gì đó sẽ làm sai lệch cái lịch sử đó cô bác các anh chị. Xong cuối cùng nghe bác Út giỡn thì trên cũng thấy nhẹ chút. Cảm ơn bác Út một cái bài rất là hay, nói về những cuộc họp thượng đỉnh của những người đứng đầu của một nước. Cái cuộc họp thượng đỉnh như bác Út nói đó thì chỉ có những người đứng đầu chính phủ mà họp với nhau mà thôi, để bàn những chuyện lớn không à. Bàn chuyện lớn, chuyện thời sự của cả thế giới chứ không riêng gì nước nào. Rất là hay phải không cô bác các anh chị? Chen thì còn rất là non nớt trong cái vấn đề chính trị thế giới, thì cũng nhờ bác Út và những cô chú bác lớn tuổi chia sẻ cho Chen mới biết được cái này cái kia. Còn lại thì một phần thì đi tìm hiểu học thêm ở trên Google, hoặc là đọc thêm những cuốn sách về chính trị thế giới cũng như về Việt Nam. Còn nếu mà Chen không được những cô chú bác như bác Út đây mà chỉ cho mình những cái cột mốc quan trọng này, những nhân vật này, đình đám này thì cũng sẽ khờ hoài đó. Dù sao cũng cảm ơn, vô cùng biết ơn điều này. Bây giờ Chen ngưng cái, Chen mở nhạc cho anh chị nghe, rồi sau đó dành hết thời gian nói về Việt Nam của mình. Việt Nam của mình nhưng mà bị trong bọn cộng sản nó chiếm, nó cướp. Chen sẽ hát cái bài mà bác Út vừa nhắc nè. Bác nhắc cái bài Ngày Vui Qua Lâu, nhưng mà đúng cái bài hát này là Ngày Vui Qua Mau. Ngày vui nó không có lâu chút xíu nào, nó qua mau quá. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân. Chị mời quá anh chị nghe cái bài đó nghe. Bài này rất là hay. Phải nói là nó đối với Chen thì đây là những bài hát mà bất hủ, tức là thế hệ nào nghe cũng thích hết và hay hết á. Bác Út cứ mỗi lần viết bài là nhắc cái bài này nè, Ngày Vui Qua Mau, mà bác nói là Ngày Vui Qua Lâu đó. Cuộc tình em dành cho anh, đam mê đắm say kiếp kiếp. Anh ơi tìm đâu xa nữa, anh ơi cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ, yêu đương thoáng như làn mây bay.
vào trong vòng tay nhau. Mơ chi núi cao đút gió, anh ơi mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật an vui, yêu thương chất cao đầy trời. Đau thương đã như chim sâu ngủ yên. Anh sẽ đón em đi vào mơ, đưa em đến không gian tuyệt vời. Bỏ quên mưa gió, rời xa giông bão, vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vũ. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Anh ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu. Đừng nhìn xa vời anh ơi, xin anh hãy mơ thật gần. Xin anh hãy coi ngày vui là đây. Bỏ quên mưa gió, rời xa giông bão, vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vũ. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Anh ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu. Đừng nhìn xa vời anh ơi, xin anh hãy mơ thật gần. Xin anh hãy coi ngày vui là đời. Xa vời anh ơi, xin anh hãy mơ thật gần. Xin anh hãy coi ngày vui là đây. Bài hát hay quá trời ở đất không? Trên hát một bài nữa nha. Thế hồi trên nói lâu, trên hát một cái bài này cũng rất hay, có tên là Người Em Xóm Đạo. Những cô chú bác thích cái bài này lắm. Và bây giờ trên hát Trả Nợ nè. Sáng tác Bằng Giang. Thank you.
đau. Những bụi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. Nhạt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xinh màu tím. Say sưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để từ giã lên đường. Gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa qua những vùng xa lạ qua quê hương bao la những chiều đóng quân quen rừng gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em đã ra đi không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng xóm đạo hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ giặc về gieo sâu nhớ mang theo xác em thơ. Bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày. Trở lại xóm đạo còn đâu người yêu ôi hoang vắng điều yêu. Nhạt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nắm mồ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời vì chính chín ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Chiều mưa lòng gió người em đã ra đi không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng xóm đào hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ giặc về gieo sâu nhớ mang theo xác em thơ. Hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày. Trở lại xóm đạo còn đâu người yêu ôi hoang vắng điều yêu. Nhạc cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nắm mồ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời
vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau buồn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Bài hát buồn nhưng mà hay ha cô bác anh chị. Cho anh còn bao nhiêu thời gian, biết thời gian nhanh lắm, cho anh phải nói cho nhanh nhanh hay không chứ qua tuần tới cho em mới gặp cô bác các anh chị à. À có cái vấn đề này cho anh cũng nói đi nói hoài à, về cái vấn đề giáo dục của thiên đường cộng sản. Cô bác và các anh chị biết tại đây là một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Muốn nhìn một cái đất nước sẽ có những người công dân tốt, một cái đất nước, một văn minh phát triển, một xã hội con người biết sống có đạo đức, sẽ cùng với nhau phải không, xây dựng đất nước giàu mạnh phải không, thì cái đó nó không bao giờ thoát khỏi cái ngành giáo dục hết á, tại vì tất cả đều do giáo dục mà ra. Cho anh nhớ có một cái nhân vật rất là nổi tiếng. Cho anh nhớ ông ấy nói những câu rất hay là muốn phá hủy một đất nước thì chỉ cần hạ thấp cái nền giáo dục của đất nước đó thôi. Đó là ông Nelson Mandela, một người da màu. Nhưng ông Phát nghe nói câu này rất là hay và Jen cũng thuộc nằm lòng cái câu nói này. Bởi vì muốn phá hủy một đất nước chỉ cần hạ thấp cái nền giáo dục của đất nước đó thôi, không cần phải tốn súng đạn gì hết á. Mà thật sự là như vậy đó cô bác các anh chị. Đâu có bây giờ mình cầm, ví dụ cho anh nhớ bên nước Nhật vào thế chiến thứ hai đi, đệ nhị thế chiến á, thì cũng bị hai trái bom của Mỹ thả xuống hai cái thành phố lớn phải không, cũng sẽ thiệt hại rất nhiều, cũng chết rất nhiều người, nhà cửa cũng tan hoang. Cũng giống như bên Việt Nam mình mỗi năm đều có lũ lụt đó, thì cũng gây rất nhiều thiệt hại phải không. Nhưng tất cả những cái đó nó đều không bao giờ mà có thể hại được, giết được cả một cái dân tộc của một đất nước hết á. Nhưng mà tại sao cái ông mà Nelson Mandela này ông nói muốn phá hủy bất cứ quốc gia nào không cần dùng đến vũ khí, bom nguyên tử hoặc tên lửa gì hết á, chỉ cần hạ thấp cái chất lượng giáo dục thì sẽ hủy diệt. Bởi vì khi mà nền giáo dục đã bị hạ thấp rồi thì chắc chắn sẽ có những cái gian lận. Nó bắt đầu từ những sự gian lận trong các kỳ thi của các sinh viên. Đúng không quá các anh chị? Đúng, thật sự là như vậy. Tại vì khi mà học sinh, thầy cô đều không có những người nhà giáo đó dưới chế độ cộng sản, chen không dám nói hết, nhưng đa số là cũng họ vì tiền nhiều. Có khi họ cho họ là học cao hiểu rộng, họ biết rõ cái nền giáo dục của Việt Nam là một nền giáo dục thối nát, nhưng họ vẫn tiếp tục đứng trên cái bục giảng đó để tiếp tục rao giảng và nhồi sọ tẩy não những thế hệ con em của chúng ta để nhận những phần lương mỗi tháng để sống. Bên cạnh đó có những người có tâm chứ không phải không, nhưng cái số ít đó chỉ đếm trên ngón tay thôi. Còn lại tất cả những người thầy cô giáo đều là cánh tay của bọn đảng cộng sản để tuyên truyền lừa bịp và nhồi sọ con cháu của chúng ta. Cho anh biết nói ra bất cứ cái gì thì cũng khó nghe và bị chửi hết á. Đụng tới đâu là cũng chửi hết á, đúng ngành nghề gì cũng chửi được hết á. Là tại vì sao vậy? Tại vì nó đã thối nát hết rồi, có cái gì tốt đẹp đâu. Đụng tới đâu là bể đổ tới đó. Tức là đừng có khui thôi, đừng có khui ra thôi, chứ moi móc ra là không có chỗ nào để tốt để nói hết á. Cho nên nói ra cái gì cũng rất khó nghe và dễ bị chửi là vậy đó cô bác anh chị. Tại vì ví dụ như bên Việt Nam bây giờ sôi nổi cái chuyện đấu đá nhau phải không, hết đứa này moi đứa kia ra thì có cái gì tốt đâu. Khi mà moi ra thì thằng nào con nào cũng xấu giống nhau hết á. Cái đó là sự thật vậy đó. Cho nên kệ đi, chấp nhận bị chửi, nhưng Chen vẫn phải nói trong cái ngày cuối tuần ngày hôm nay, bởi vì vấn đề này vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Đâu có cần bom đạn nguyên tử gì, chỉ cần cho phép gian lận trong thi cử, tức là khả năng của những học sinh sinh viên không đúng với cái số điểm mà các em có được. Các em đủ mọi cách đi chạy trường, chạy điểm, chạy chọt. Cha mẹ nào có tiền thì đút lót cho thầy cô giáo để nâng điểm các em đó. Những các em nào nghèo thì ráng mà chịu. Đó là cái mầm móng
đó là từ cái mầm nảy sinh ra rồi, thì chắc chắn cái nền giáo dục đó sẽ đi đến cái hồi thối nát. Rồi đâu có ai còn tin ai đâu, cô bác, các anh chị đâu ai tin ai đâu. Ví dụ như bây giờ nói thằng giáo sư tiến sĩ gì đó trong Việt Nam, ai tin? Ủa, thiệt hả? Anh là giáo sư tiến sĩ hả? Anh ấp ở trong lò phải không? Tôi nghe nói ở Việt Nam có cái lò ấp giáo sư tiến sĩ, giống như ấp hộp vịt lộn vậy đó. Tôi muốn hỏi anh ấp mấy ngày? Anh ấp tháng, hai tháng không? Nếu mà ai mà khoe với Trang là tôi là giáo sư tiến sĩ trong nước Việt Nam á, Trang sẽ hỏi ổng vậy đó. Ủa anh ấp ở lò nào vậy? Ấp lò ở ngoài Hà Nội hay Thành Hồ? Chỗ nào cũng có lò ấp giáo sư tiến sĩ đó. Ai còn tin nữa? Riết rồi bằng cấp để làm gì? Bằng cấp để lừa bịp, bằng cấp để bịp bọm, kiếm chát kiếm cháo, lừa dối nhau. Cho nên hôm thứ năm Trang có nói rằng bất cứ một bằng cấp nào ở trong đất nước Việt Nam đều không bao giờ được quốc tế công nhận, chỉ dục vô thùng rác thôi. Mà có anh kia anh vô anh comment nói gì nè, bé Chen, em nói dục vô thùng rác là còn nhẹ đó. Vậy là mấy anh mấy chị còn có cách hay hơn Chen nữa phải không? Tức là mấy cái bằng cấp đó không thể dục vô thùng rác à, mà dục ở đâu thì nói cho anh biết nha. Chen chỉ biết là dục hết vô thùng rác khi bước ra nước ngoài, tại vì không ai xài được hết đó. Làm gì có chuyện ông là giáo sư tiến sĩ trong xứ cộng sản mà tôi tin ông, phải không đó ông? Sao tin nổi? Ở trong xóm của Chen ở nha, mấy thằng chức vụ ở trên tỉnh trên huyện á, lôi ra học mới lớp 2 không à, lớp 2 lớp 3 không à cô bác các anh chị, nhưng mà nhà thì treo bằng cấp dữ dội, cho nên ai tin? Cho nên Chen mới nói rằng cái nền giáo dục của Việt Nam á, nó đã gieo từ cái mầm xấu rồi. Cái mầm nó đã hư hại rồi thì làm gì mong được lên cái cây mà tốt. Rồi cái mầm đó nó còn gieo trong mảnh đất bị hư nữa chứ. Thấy không? Ta nói cái hạt giống tốt dù cho tốt cỡ nào mà vô cái mảnh đất thì cằn cỗi, không có nước. Thấy không? Đất đã quá xá xấu rồi thì làm sao mà lên cây được. Còn cái này á, đã giống đã xấu rồi, rồi còn gieo trên đất xấu nữa. Thì cô bác các anh chị nghĩ nó sẽ lên cái cây gì? Lên cây gì được? Không có lên được cái cây gì hết á. Cho nên Trang mới nói cái điều này sẽ vô cùng khó nghe cho những người làm thầy cô giáo trong Việt Nam. Nhưng xin lỗi, Bao nhiêu lâu nay Trang đã nhìn ra được. Và Trang phải nói thẳng thôi, ghét Trang cũng nói, tất cả những thầy cô giáo nào Mà tiếp tay cho cộng sản để nhồi sọ nhồi nhét con em của chúng ta bằng cái chủ nghĩa mắc lê và tư tưởng của hậu chó đều là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Xin lỗi, Chen phải chửi thẳng như vậy, tại vì chính bản thân Chen đã ngồi với mái trường xã hội chủ nghĩa và bị những người thầy cô giáo mà Chen đã tôn trọng, họ đã nhồi sọ nhồi nhét Chen bằng cái thứ lịch sử dối trá và lừa bịp. Cho nên Chen nói, nếu ngày xưa ông bà của mình dạy tiên học lễ hậu học văn, tức là sao? Tức là trước khi học chữ thì phải học làm người cái đã, học lễ nghĩa trước đã, khi rồi mới học chữ. Nhưng mà trong cái trường xã hội chủ nghĩa đều nhan nhản để những khẩu hiệu đó, ở lớp nào cũng có chữ tiên học lễ hộp văn hết đó. Vậy xin hỏi ngược lại những người thầy cô giáo trong đất nước Việt Nam, chính bản thân của những thầy cô giáo, các ông các bà đã có chữ lễ chưa? Đã biết cái gì là đạo đức chưa? Mà dám đứng lên dạy thế hệ con cháu của chúng ta dưới cái chế độ mọi rợ này. Rõ ràng lịch sử đã sửa đổi hoàn toàn 100%, nhưng vẫn ngồi trên cái bục giảng đó mỗi tháng lãnh tiền lương mà nhồi nhét vào đầu óc của con cháu chúng ta. Có phải đó là một tội ác không? Chen biết nói ra cái gì cũng bị chửi, bị ghét hết á. Nhưng mà cái nền giáo dục nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng của một đất nước. Bởi vì muốn phá hủy đất nước đó chỉ cần hạ thấp nền giáo dục thôi. Bởi vì cái nền giáo dục sẽ sản sinh ra biết bao nhiêu thế hệ tương lai nhồi nhét những tư tưởng của Mác Lê và Hồ Chó mà trên cả thế giới đều đã dục vào cái thùng rác hết rồi. Rồi bây giờ Việt Nam vẫn tiếp tục lụm lại cái tư tưởng của Mác Lê đó mà nhồi nhét con cháu của chúng ta. Phải không cô bác các anh chị? Những người thầy cô giáo đó biết gì về đức, biết gì về tâm, biết gì về học lễ, học văn mà dạy? Nếu họ biết thì họ thà đổi nghề. Nếu như cho Chen là một người nhà giáo trong đất nước Việt Nam, Chen xin lỗi, thà Chen đi chạy xe ôm, thà là Chen đi giao hàng, đi ngồi bán xôi trên đường phố, Chen chấp nhận làm còn hơn Chen đã biết cái nền giáo dục này là một giáo dục nhồi sọ thối nát mà còn vẫn đứng trên cái bục giảng đó để nhận những đồng tiền lương để sống và nhồi nhét thế hệ con cháu chúng ta, thì đó là một tội ác.
Cho nên bây giờ Chen quay lại, Chen gặp những người thầy, người cô có tâm, Chen vẫn kính trọng họ. Còn ngược lại, những người đã nhồi sọ Chen, những người đã tẩy não Chen cũng như những thế hệ bạn bè của Chen đều là tội hết. Để cho giờ này, cô bác anh chị thấy không? Tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, một chủ nghĩa quái thai mà trên thế giới đang phỉ nhổ. Chen cho cô bác anh chị coi một cái tấm hình này là đủ hiểu cho tất cả. Một tấm hình thôi cũng đủ nhìn ra được cái nền giáo dục của Việt Nam là thứ giáo dục gì. Cô bác anh chị biết không, cái hình ảnh của cái thứ nón cối dép râu, cho nói thiệt cô bác anh chị nha, đi tới đâu cũng bị khinh bỉ, đi tới đâu cũng bị gớm ghiếc đó. Nhưng để cho các em học sinh ngồi mà đội những cái nón cối dép râu này thì quả là một tội ác tày trời của những người mà gọi là nhà giáo. Chen từng nói với cô bác anh chị là mình làm cái nghề gì không cần biết, nhưng cái nghề đó phải có tâm. Cái nghề đó phải có tâm. Nhưng mà cô bác nhìn thấy không? Người mà có tâm, nội bản thân mình sống ở hai cái mốc thời gian, tức là trước 75 và sau 75. Những thầy cô giáo có hết chứ đâu. Thì họ đã biết rõ, họ đã biết rõ miền Nam Việt Nam đã bị bọn Cộng sản Bắc Việt vào cưỡng chiếm, phải không? Cướp chính quyền miền Nam Việt Nam và gây ra biết bao nhiêu tang thương cho dân tộc. Rồi biết bao nhiêu cái chết của dân quân miền Nam, họ biết rõ đó. Nhưng khi mà họ đứng trên bục giảng, họ vẫn đi theo những cuốn sách lịch sử láo xạo để họ nhồi sọ con cháu của chúng ta, thì rõ ràng đó là một tội ác. Và Chen nói thẳng luôn, Chen sẽ không bao giờ coi trọng những người đó. Và Chen khinh bỉ họ, Chen khinh bỉ họ. Bởi vì làm cái nghề nhà giáo là một cái nghề cao cả, một cái nghề cao cả. Bởi vì sao? Bởi vì mình đem những kiến thức của mình, cái tâm của nghề của mình để truyền lại cho những thế hệ con em mình. Đó là một cái nghề vô cùng cao đẹp. Nhưng dạy cái gì? Biết sai mà vẫn dạy, biết nó thối nát vẫn nhồi nhét vào đầu óc của con em chúng ta, để mỗi tháng được lãnh lương, để phong cho giáo sư tiến sĩ, để phong cho nào là chức này chức kia của nhà giáo. Để làm gì? Để làm gì cô bác anh chị? Để làm gì? Phải không? Cho anh coi thường, cho anh coi thường những người này. Bởi vì giáo dục Việt Nam thối nát như ngày nay là chính do ai? Chính do bọn Đảng Cộng sản. Rồi tạo ra thêm một đám đàn em để làm gì? Làm tay sai để nhồi sọ con cháu chúng ta bằng cái tư tưởng của Mác Lê và tên hồ chó này. Cho anh biết là nói tới đây thì cũng đã có mấy email gửi vô rồi, chửi rồi, chửi te tua, chửi cái sao đâu, đâu có chết ai đâu. Và cô bác anh chị thấy đó, dạy cái gì cho con em mình, dạy cái gì cho con em mình ngồi trong ghế nhà trường? Mày học để làm gì? Học để đi làm cu li ở nước ngoài, học để chạy xe ôm, phải không? Học để làm gì? Học mà phải có tiền nữa mới được, có tiền mà phải có chức nữa mới được, có chức phải quen biết cấp trên thì mới được. Còn nếu không, những con em của chúng ta, những người con dân bình thường, học để làm gì? Học để về nấu rượu nuôi heo, học để kiếm một cái vé máy bay để đi làm cu li xứ người. Chứ học để làm gì nếu không phải là con ông cháu cha, nếu không có quen biết trong chính quyền thì học để làm gì? Vào được cơ quan có làm được chức vụ gì không? Hay là chỉ làm thấp cái chức thấp lèo tèo đó hoài năm này qua năm nọ, rồi cũng nản chí, rồi cũng bỏ, rồi cũng đi làm cu li nước ngoài. Phải không? Cha nói đúng không? Đó là cái sự thật trong đất nước Việt Nam. Vậy mà những người thầy cô giáo, những người đó biết rõ hết á, biết rõ hết á, nhưng họ vẫn tiếp tục nhồi sọ, nhồi nhét. Một đất nước gì mà tới cỡ trên 25.000 tiến sĩ, đúng không? 25.000 tiến sĩ, 9-10.000 giáo sư. Các bác chị thấy mà ớn không? Nghe mà nổi da gà, nghe nổi da gà. Nhưng không tạo ra một con ốc vít được, không tạo ra nữa. Cho tới giờ này, mỗi một năm Bộ Giáo dục vẫn phải cải cách sách, cứ mỗi năm đổi sách để lụm tiền, để hốt tiền, để lừa bịp tiền, coi như một cái ngành kinh doanh buôn bán sách. Rồi còn than lỗ tới lỗ lui nữa, còn bày đặt nói là sách này năm nay in bằng giấy tốt lắm, cho nên bán giá này còn lỗ mà. Trời ơi, ngành giáo dục gì mà thấy ớn vậy cô bác anh chị? Một em đi học lớp 1 thôi,
đóng mấy trăm ngàn tiền mua sách. Bao nhiêu một cuốn sách cho một đứa bé lớp 1, phải không? Coi như một tuần phải nhét một cuốn. Học cái gì vậy? Ác ôn không? Quá ác. Một nền giáo dục độc tài, một nền giáo dục dạy con em ra để làm nô lệ, một nền giáo dục với chính sách ngu dân, phải không? Chính sách ngu dân. Toàn là giáo sư và tiến sĩ được ấp trong một cái lò giống như gà công nghiệp vậy, giống như là ấp học dịch lộn vậy, không có một chút giá trị gì trên thị trường quốc tế, không ai công nhận cái gì cả, không ai một công nhận một cái gì cả. Một cái đất nước cũng vì những kẻ tiếp tay cho chế độ cộng sản này cho nên mới tạo ra một cái nền giáo dục học để làm nô lệ trên quê hương Việt Nam mình. Bởi vì giáo dục là sự, là cái thước đo của thành bại của một quốc gia, phải không? Một nền giáo dục nó có thể đưa quốc gia đó có tiếng nói và vị thế trên thế giới này, phải không các bác anh chị? Bởi vì từ giáo dục mà ra có những người nhân tài, họ mới tạo ra những bằng nghiên cứu sáng chế có giá trị, mới đóng góp cho quốc gia đó cũng như là gì, cả thế giới này. Nhưng một cái quốc gia đem cái nền giáo dục cũng như một nền kinh doanh chỉ biết kiếm tiền, kiếm lợi và chia chác nhau thôi, thì giáo dục đó đi đâu? Nó sẽ về đâu? Bằng cấp không ai công nhận cả. Cho nên học ra để làm gì? Học để bị nhồi sọ và tẩy não, học để làm nô lệ, học để sống luồn cuối, học để càng ngày càng nhu nhược, không có một chút bản lĩnh gì. Tại vì sao? Một cái nền giáo dục ở trên thế giới, người ta dạy một nền giáo dục khai phóng, và ngay cả thời Việt Nam Cộng Hòa đã có một nền giáo dục mà được những nước Đông Nam Á đi đến Sài Gòn để học, đi du học rồi. Cô bác, các anh chị, cho nói vậy cho đồng bào mình biết á. Rồi sau khi Cộng sản nó vào, nó cướp được miền Nam xong, nó đem một thứ văn hóa mọi rợ của nó vào để thay thế một nền giáo dục khai phóng của miền Nam. Giáo dục khai phóng là gì? Cho nói cái này cho các em nhỏ dễ hiểu. Giáo dục khai phóng đơn giản là giáo dục hướng con người ta tới sự tự do. Khai là khai mở, phóng là sự khống khoáng, không gò bó, không ép buộc, không bắt buộc. Nó phải để cho cái trí tuệ của con em chúng ta sáng tạo lên, chứ không phải là mới vừa chập chững, mới có biết ọ ẹ là bắt ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu Niên Di Đồng. Thế nào là lãnh tụ? Đứa bé đâu có biết gì đâu. Cho nên nền giáo dục đó là một nền giáo dục nhồi sọ, độc tài, và sẽ dẫn đến con cháu chúng ta sẽ sống trong sự nhu nhược để làm nô lệ mà thôi. Tức là sống khiếp sợ những người có chức có quyền ở trên. Chen vô cùng phản đối vấn đề này. Bữa nay Chen nói lại về những vấn đề giáo dục mà Chen sẽ nói đi nói lại hoài vấn đề này, bởi vì đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Mình không phải mình ngồi đây để mình ngồi giống như cái đám bá dơ ở trong Việt Nam, nó ngồi nó lôi môi móc đứa này đứa kia. Có đứa nào tốt đâu mà ngồi môi. Chen không rảnh để làm những chuyện đó. Chen nhìn được cái gốc, vì sao cái xã hội nó thối nát như vậy. Không phải chúng ta ngồi đây để môi móc chửi rủa nhau, mà chúng ta phải nhìn cái gốc. Tại sao con người lại không có đạo đức? Tại sao con người đấu tố nhau? Tại sao con người thắng sẵn sàng chà đạp nhau để sống? Chỉ vì tiền, vì danh, vì lợi. Là cũng từ nền giáo dục mà ra. Từ nền giáo dục mà ra. Cho nên những gì mà Chen đã cùng của bác anh chị nói gần một năm nay, cái quan trọng nhất là chúng ta phải đi từ cái gốc, chứ không phải ngồi đây để chăm sóc lá cành của nó. Chen nói từ cái gốc là từ giáo dục, rất là quan trọng. Tại sao tất cả những con em, những thế hệ sau của hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, khi mà đã trốn chạy Cộng sản, cha mẹ trốn chạy Cộng sản đi xuống con tàu vượt biên, thì con cái của họ đều thành công trên đất nước Mỹ hoặc là khắp nơi trên thế giới? Vì sao vậy cô bác anh chị? Bởi vì tất cả những tài năng, những trí thông minh của con em đều được phát huy tối đa ở đất nước xứ bạn, mà không bao giờ được phát huy ở xứ mình. Mà trong khi đó, cái xứ gì mà học phải đóng tiền sách, mua sách, đóng tiền học phí, mà cũng không ra cái hệ thống gì cả. Còn đất nước của người ta đi học miễn phí hoàn toàn, rồi còn được cho những bữa ăn đầy dinh dưỡng, phải không? Vậy mới là thật sự là chăm lo thế hệ tương lai đó. Còn cái miệng cứ hô hào tới ngày 1 tháng 6, quốc tế thiếu nhi, ôi cả nước đều hướng về các mầm non nhỏ của tổ quốc. Nhìn lại các em đang còn lang thang
bán vé số ngoài đường. Các em còn đi đánh dài, các em còn đi kiếm đồ ăn thừa ở những cái quán ăn nhậu. Chị nói đúng không? Những cái quán ăn nhậu đó đều có người già và trẻ em đi kiếm những cái thức ăn còn thừa sót lại của những kẻ giàu có. Chị biết những điều đó luôn. Chị nhìn thấy hết chứ không phải không đâu bác anh chị. Giáo dục kiểu gì vậy? Miệng thì hô hào chăm lo cho trẻ em. Chăm lo chỗ nào? Nếu mà chăm lo tại sao trẻ em lại lê lết trên đường? Rồi cái nền giáo dục gì? Chị cho bác anh chị coi nè. Những đứa bé nó đầu óc nó không biết cái gì cả. Đó. Từ nhỏ đã nhét vào đầu của nó một cái thái độ gì? Ừ, tao phong cái chức này cho mày. Mày đi mày kiểm soát những đứa khác cho tao nghe. Thập lập ra một cái đội cờ đỏ. Trong bất cứ cái lớp học nào cũng tạo ra những từ lúc còn rất rất nhỏ rồi. Đó. Cô bác anh chị thấy không? Một nền giáo dục thối nát. Tập các em từ nhỏ là giao chức quyền cho nó. Hãy đi kiểm soát những đứa khác. Nó một nền giáo dục vô cùng thối nát không? Thì vô cùng gớm ghiếc không? Vậy cho anh hỏi nè. Cho anh nói những thầy cô gọi là những người vô lương tâm đúng không? Làm gì có tâm mà làm cái nghề nhà giáo, nhìn thấy là biết sai lầm rồi. Không thể nào dạy con em chúng ta bằng cách là giao cho nó một cái quyền hạn gì để hơn những đứa khác được. Tại vì các em còn quá nhỏ. Và cô bác các anh chị thấy không? Tất cả đều phải dạy bằng sự bình đẳng như nhau. Chỉ có cách là học chung bạn bè thì yêu thương giúp đỡ bạn bè, chứ không phải là trao cái quyền cho nó để đi kiểm soát bạn bè rồi đi mét thầy cô giáo. Ừ, cô ơi, cái bạn đó hồi nãy quay cóp, cái bạn đó hồi nãy làm gì làm gì. Giao cho nó cái quyền đó từ nhỏ là thấy rồi, là thấy trong trong một cái xã hội đã phân biệt giai cấp cho các em từ nhỏ rồi. Lớn lên sẽ thành cái gì? Lớn lên sẽ thành là mày biết bố mày là ai không? Đó là vậy đó cô bác các anh chị, đơn giản là vậy thôi. Chỉ có cộng sản mới sản sinh ra những con người như vậy thôi. Các em còn nhỏ xíu, đầu óc thì trong sáng, biết cái gì đâu. Thấy không? Mà đã nhồi sọ các em từ nhỏ rồi. Cho nên lớn lên cứ ra đường cái mày biết bố mày là ai không? Chen phản đối cái loài cộng sản đã nhồi sọ con cháu chúng ta như vậy. Chen phản đối luôn những người thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng làm cái công chuyện tiếp tay với đảng cộng sản. Để mà tạo ra những thế hệ con em chúng ta toàn là hư hại hết. Bởi vì cái hạt giống đã hư thối, cái cây đó sẽ không bao giờ tốt được. Trẻ em như một tờ giấy trắng vậy. Các em còn quá trong sáng. Để làm cái gì? Để làm những cánh tay, những cánh tay của bọn cộng sản nhồi sọ các em như vậy. Thật là quá đáng cô bác anh chị. Học ra để làm nô lệ thôi. Học ra để làm nô lệ thôi. Có một cái câu chuyện này cũng rất hay. Có một người cũng là giáo sư đó. Ông ấy nói như vậy nè. Cái email này Chen nhận được, Chen cũng cảm ơn. Và Chen xin giấu tên. Ông ấy nói với Chen là khi mà tôi nói về vấn đề dân tộc và vận mệnh đất nước trước hàng trăm sinh viên của tôi, thì sau một lúc mà tôi giảng bài xong, không có một ai lên tiếng hay phản biện, hay là đặt bất cứ một câu hỏi nào về vấn đề dân tộc và vận mệnh đất nước cả. Cho nên ông bắt đầu, ông thấy cũng xót xa. Ông ấy hỏi toàn bộ sinh viên trong giảng đường: trong số các bạn ở đây, có ai quan tâm đến vận mệnh dân tộc không? Sau một hồi chờ đợi, vẫn không có một tiếng trả lời, không có một cánh tay nào đưa lên cả. Sau đó ông chuyển sang chủ đề khác. Ông ấy nói vấn đề bói toán. Ông tự khoe là ông có thể coi bói được, ông có thể nhìn ra được cái mệnh của những người khác rất chính xác. Rồi hỏi tất cả các em trên giảng đường có ai muốn xem bói không? Tôi coi bói rất giỏi. Thì có hàng trăm ngàn cánh tay giơ lên. Hàng trăm câu hỏi nhau nhau: thầy ơi, em muốn xem bói nè. Thầy coi cho em với thầy. Bé kia cũng vậy: thầy ơi, thầy coi cho em nha. Thầy coi bạn kia xong coi cho em nha. Người giáo sư không nói gì, im lặng một lúc rồi nói: lúc nãy tôi vừa hỏi các anh chị về những vấn đề về vận mệnh của đất nước, của dân tộc, không một người nào quan tâm, không một ai đã động đến cái câu hỏi của tôi. Mà giờ đây khi nói về bói toán số phận của các anh chị thì các anh chị cũng đều nhao nhao muốn biết. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ cho các anh chị. Làm tầng lớp tri thức của một đất nước mà các anh chị không hề có tình yêu nước, không có sự tôn tự tôn dân tộc, không cần biết đến số phận của dân tộc mình, như vậy thì số phận cá nhân của các anh chị sẽ đến đâu? Các anh chị hãy tự suy nghĩ đi.
Nó đã quá rõ ràng, không cần tôi trả lời. Thật sự như vậy cô bác các anh chị, tất cả những mầm non của đất nước, tương lai của một dân tộc là vào thế hệ học sinh sinh viên đó. Khi mà nói đến vận mệnh đất nước về chính trị thì thôi nín thinh hết, nhưng mà coi bói cho cái số phận của mình thì nhao nhao đòi coi. Cần gì phải coi nữa các bạn, đâu có cần coi để làm gì nữa. Một khi các bạn đã không có lòng tự tôn dân tộc, các bạn sống trong một chế độ mọi rợ bị nhồi sọ và tẩy não, các bạn trở nên vô cảm và thờ ơ, thì các bạn cũng đã biết số phận của mình đi về đâu, về tương lai rồi. Thì coi bói làm gì? Coi bói làm cái gì? Không có ai coi cho mình chính xác bằng chính bản thân mình. Bởi vì mình á, mình biết rõ ràng những gì mình đang thờ ơ, nhu nhược. Mình đang vô cảm trước bất cứ cái gì đó của vận mệnh đất nước, mà mình dám mong rằng cái số phận mình và tương lai sẽ tốt à. Mà đúng, bạn sẽ tốt nếu bạn là con ông cháu cha của Cộng sản. Bạn sẽ tốt nếu bạn là con của thằng Tổng Bí Thư, thằng Chủ tịch nước, thì bạn sẽ tốt. Tại vì sao vậy? Tại vì của cải cha mẹ bạn đã cướp có sẵn cho bạn ở rồi, cho bạn xài rồi cả đời không hết, thì bạn rằng bạn tốt rồi. Hoặc là cha mẹ của bạn đã lót ổ sẵn cho bạn ở một phương trời Tây, cho nên tương lai của bạn sẽ vô cùng sung sướng. Cho nên bạn cần gì biết về số phận của mình, đúng không? Nhưng nói đi phải nói lại cho những người con em của những cô chú bác sống bình dân bình dị, làm đầu tắt mặt tối, thì họ sẽ ra sao? Họ sẽ ra sao? Tốt nghiệp xong trường đại học đi chạy xe Grab à? Đi làm cu li ở xứ người à? Có khi phải bỏ mạng ở xứ người. Cho nên tương lai sẽ đi về đâu? Chính mình hãy tự ngồi xuống mà coi bói cho chính mình, không cần ai coi đã. Cái số phận cá nhân nó đã hiện rõ nhất trong từng mỗi người rồi. Mà Chen biết rằng mấy ai chịu thức tỉnh đâu. Tại vì đang sống quá bình yên, đang sống quá sung sướng bên cơm cha áo mẹ, không có biết đâu, không có biết được đâu. Chen nhìn ra được chứ cô bác các anh chị. Nhiều lắm. Phải nói rằng Chen nói tới những cái vấn đề này Chen cũng thấy đau lòng. Chen cho cô bác các anh chị coi một cái video Chen trích của một em bé sống ở xứ Tư Bản và một em bé của nước Cộng sản Việt Nam. Cô bác anh chị coi, hai em bé này khác nhau hoàn toàn. Coi xong rồi Chen sẽ nói thêm, bởi vì nó trích cái này ngắn thôi. Look, my name is Brooke Blair and I'm 5 years old. I've got something to say to you, Theresa May. Yesterday night, I was out in the streets and I saw 100 million of homeless people. I saw one with floppy ears. I saw loads. You should be out there, Theresa May. Thưa ban giám khảo, thưa tổng thể hội thi, em tên là Nguyễn Huyền Trang, đến từ lớp 2A, trường tiểu học xã Yên Bình. Lời đầu tiên, cho phép em được gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi để kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Sau đây em xin được thể hiện phần thi của mình. Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, nhà văn hóa vĩ đại của thế giới và là một trong những danh nhân kiệt xuất của nhân loại. Suốt cả cuộc đời, bác hy sinh cho sự nghiệp dân tộc, cho độc lập và hạnh phúc của nhân dân. Bác dành tất cả tình yêu thương cho đồng bào, đồng chí, cho con cháu, già, trẻ, gái, trai, miền Bắc cũng như miền Nam. Mỗi một bài nói, một bài viết, một lời căn dặn, một buổi gặp gỡ công tác của bác đều chứa đựng ý nghĩa tư tưởng, hành vi đạo đức, cách mạng sáng ngời, thấm đượm lòng nhân ái, nhân văn sâu xa mà cũng hết sức gần gũi, bình dị đối với mọi người. Cô chú bác các anh chị thấy không? Chỉ có khoảng một phút hơn thôi, Chen cũng nói thêm về con bé ở bên nước Anh. Thật sự ra các em bé bên nước Mỹ còn hơn vậy nữa. Quá anh chị, nó còn nói luôn cả ông Tổng thống Donald Trump và Joe Biden luôn. Tức là nó nói về chính trị luôn á. Nó nhỏ xíu à. Nhưng mà Chen muốn đưa cái ví dụ vậy cho cô bác anh chị, các em trong nước biết được rằng những gì Chen đang nói là nền một nền giáo dục khai phóng là như vậy đó. Giáo dục khai phóng là hướng con người đến một nền giáo dục dạy ra những con người tự do, tự do về mọi mặt, được phát huy tất cả những cái tài năng, những cái trí thông minh của mình, chứ không phải kiểu bịt miệng học lớn học vẹt. Cái con bé đó
Nó nói thẳng vào cái bà thủ tướng Anh. À, tôi ra ngoài đường, tôi thấy quá trời người vô gia cư. Lúc đó bà ở đâu? À, bà làm thủ tướng thì bà phải lo cho những người vô gia cư đó. À, ý là vậy đó. Cô bác anh chị coi một đứa bé bên nước Cộng sản. Nó thuộc răm rắp. Nó thuộc lòng răm rắp. Nó nói về lãnh tụ. Hay không nói lãnh tụ. Nào là nó chúc đảng. Nó chúc thành công tốt đẹp. Không ra một thể thống gì cả. Đó là hai cái mặt trái nhau, ngược nhau của một nền giáo dục khai phóng và một nền giáo dục nhồi sọ dạy ra những con người làm nô lệ. Là như vậy đó. Chen biết cô bác anh chị cũng hiểu được những gì Chen đang nói. Không? Cho nên đi coi bói để coi số phận của mình làm cái gì. Coi bói để làm cái gì? Số phận của mình cũng từ những sự thờ ơ vô cảm của mình trong một xã hội. Mình đã biết nó thối nát, nhưng mình vẫn thích sống êm đềm, không có muốn bị cái này bị cái kia. Cho nên đi coi bói làm chi? Số phận mình tự bói rồi, mình tự bói hết rồi. Cũng giống như có một cái câu chuyện cũng rất hay. Có anh đã nói hôm có đứa bạn ở Mỹ về chơi, nó đi qua nhà cũ tôi, nó hỏi giờ nhà của tao trị giá khoảng nhiêu mày. Mình đoán cái ngôi biệt thự của nó giờ phải trên cỡ mấy trăm triệu đô la chứ không ít đâu. Nó thở dài rồi nó nói hồi đó ba tao bán chưa tới 200 cây vàng nữa, rồi đi rớt hai vụ gần như hết sạch. Tới chuyến thứ ba thì toàn bộ cái thuyền là ba tao vay mượn của bạn bè. Nếu không có bán nhà ở lại thì bây giờ cái căn nhà này nó lên 3 triệu đô rồi ha. Tôi đang suy nghĩ coi tôi đối đáp với nó thế nào thì nó tiếp tục nói. Nhưng mà mày biết được cái việc đi qua nước ngoài là được cái gì không? Tôi hỏi được cái gì? Cái của tao được là có 3 thế hệ đã được sống trong một môi trường văn minh tự do, được làm những điều mình thích, được nói những điều mình cần nói, tóm lại là sống đúng là một con người. Tôi mới hỏi nó, mày nói vậy bộ tao sống không là một con người hả? Mày nhìn đi, mày nhìn cách mày chạy xe trên đường đi. Mày dụi tàn thuốc lá, tao biết mày dù mày có cố sống khác đi, nhưng những thói xấu vẫn theo mày từ trong cái tiềm thức. Mày biết không, khi mày phải sống trong một cái hũ mực, thì mày có né cỡ nào, mày tránh cỡ nào đi nữa, thì mày vẫn bị lem, bị dính đèn. Vì chỉ có điều, nếu không được gần đèn thì mày sẽ không bao giờ biết mày bị lem ở chỗ nào. Cái người ta nhìn thấy mất đi vì Cộng sản đa phần là những thứ vật chất hữu hình, nhưng thứ quý giá hơn tức là những giá trị tinh thần, những thứ thuộc về đạo đức văn hóa, đó mới là những thứ mất mát lớn lao và chúng ta cần phải quan tâm. Và nó không phải một sớm một chiều mà có được. Nhớ hồi trước nó cũng là đứa hời hợt lắm, thậm chí nó đoản hơn mình đó. Vậy mà bây giờ nó nói ra những điều mà mình không nghĩ tới ta. Không nhìn thấy được. Thế mới biết là từ cái nền tảng văn hóa giáo dục nó ảnh hưởng đến con người ở mức độ nào. Phải. Thứ mà cái Cộng sản tàn phá lớn nhất đối với dân tộc này không phải là môi trường. Không phải là tài nguyên khoáng sản. Không phải là những món nợ công khổng lồ. Mà nó còn hơn thế nữa. Đó là gì? Nó đánh mất. Nó đã cướp mất với nhau. Cướp mất những giá trị về đạo đức của những con người thật sự. Con người không sống đúng với giá trị của một con người là thứ Cộng sản đã cướp đi của dân tộc chúng ta. Thật sự là như vậy, cô bác anh chị. Thật sự là như vậy. Nhiều khi mình ngồi mình nói, đất nước mình, rừng vàng biển bạc, đâu có nghèo khổ gì đâu, phải không? Không, biển thì mênh mông. Và dầu rồi quặng mỏ rồi ha, than đá rồi đầy. Nó ăn hết rồi. Cộng sản nó cướp ăn hết rồi. Ôi, nó làm cho môi trường ô nhiễm, cái gì nó cũng tàn phá. Nhưng mà cái nó tàn phá nặng nhất tức là cái giá trị của một con người. Cô bác anh chị đừng có nhìn những cái râu ria qua lá hẹ nữa. Hãy nhìn cái gốc của nó mà bao nhiêu năm nay chế độ Cộng sản này đã tàn phá trên quê hương mình. Đó là gì? Làm ra một xã hội thối nát. Một chế độ với một chính sách ngu dân về giáo dục. Giáo dục chỉ tạo ra con người sống bằng nô lệ, không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Thường thường mình sống á, thì ăn thì phải no, học thì phải học giỏi, thương á, yêu nhau
thì phải đi đến cưới nhau, phải không? Rồi cưới nhau, có một gia đình rồi thì phải sanh con đẻ cái. Nói chung là tất cả nó đều theo một cái chiều thuận tự nhiên như vậy đó. Nhưng mà cô bác các anh chị thấy không? Ở Việt Nam nó lạ lắm. Bạn muốn học giỏi hả? Bạn muốn học giỏi không phải là tùy vào khả năng của bạn cố gắng hết sức nữa. Chưa chắc gì ai công nhận bạn. Bạn muốn học giỏi, bạn phải vô một cái trường chuyên. Bạn mới được gọi là học sinh học giỏi. Đúng không? Rồi trường chuyên cũng chưa xong đâu. Cái lớp đó phải là lớp cao cấp, lớp xịn. À, lớp xịn. Phải là top, top trên đầu á. Mới thật sự là bạn học giỏi. Nó phân biệt cho tới từng cấp bậc. Bạn phải vô trường chuyên, bạn mới là người học giỏi. Còn cái trường này thường lắm, không phải trường chuyên thì bạn học dở. Rồi bạn tốt nghiệp ra, bạn chỉ là người bình thường thôi. Bạn không phải tốt nghiệp từ trường chuyên. À, cô bác các anh chị, học giỏi để làm gì ở xứ thiên đường? Học giỏi làm gì cô bác các anh chị? Học giỏi mà không có tiền cũng như không. Học giỏi mà không quen biết tới những thằng cai trị cũng như không. Không có được cái gì cả. À, mà còn phải tốn quá nhiều thời gian. Tốn quá nhiều thời gian cho việc học, việc trên lớp, việc ở nhà, việc đi học thêm, học phụ đạo, phải đóng tiền học thêm. Nếu không sẽ bị phân biệt đối xử. Tự nhiên trong lớp 40 đứa, 35 đứa đi học thêm, có 5 đứa nó không chịu học thêm. Tại sao? Tại nghèo, không có tiền đi học thêm. Cũng bị cô sa cô giáo dòm với cặp mắt khác. Em học dở là phải rồi, tại em không có chịu học thêm. Còn mấy người bạn kia chịu học thêm nên điểm lúc nào cũng cao hết á. Em đi học thêm đi. À, các anh chị thấy không? Một nền giáo dục nó thối nát từ trên xuống dưới. Vậy cho anh hỏi những thầy cô giáo nè. Những thầy cô giáo bây giờ cho nó thẳng vào mặt những thầy cô giáo luôn. Những người mà tiếp tay với đồ cộng sản này nhồi sọ con cháu chúng ta nè. Có lương tâm chỗ nào không? Cái tâm chỗ nào? Học sinh không đi học thêm cũng bị chỉ trích. Cũng phân biệt các em đó ra. Mặc dù nhà nó quá nghèo, nó không có tiền đóng tiền học thêm, đi vô lớp phân biệt đối xử với nó. Vậy cái nghề nhà giáo nằm ở đâu? Đâu có cần phải là giáo sư tiến sĩ đâu. Bây giờ cha nói chanh vô một cái vùng nghèo khổ, các em không đến trường được, mình có thể dạy chữ các em cũng được vậy. Đâu có cần phải phong lên chức giáo sư tiến sĩ, phải ngồi trên cái bục giảng cho cao mới là người thầy giáo. Đâu phải. Cái người có tâm á, thì họ sẽ đi giúp đỡ những thế hệ, để cho các em biết đọc biết viết. Rồi quan trọng nhất là phải làm người, phải dạy về đạo đức, chứ không phải là cứ mở miệng ra cái gì cũng tiền không. Vậy thì học cái gì nữa? Học để làm gì? Nếu mà Chen sống trong đất nước Việt Nam á, cô bác các anh chị, Chen sống nói thẳng á, vô tù ở cũng được nữa. Chen phản đối tất cả những thầy cô giáo mà không có tâm này, chỉ biết tiền không à, biết dạy gì hết á. Biết bao nhiêu các em học sinh còn nhỏ xíu à, phải đi học đủ thứ chuyện hết á. Thay vì ở bên Mỹ nè, cô bác các anh chị biết không, giờ học xe bus đứng trước cửa nhà đón, còn không thì người nhà đưa đi cũng được. Đúng giờ đó chiếc xe buýt để đậu trước nhà các em đi vô nhà. Đa số những cái nước tư bản dễ chết đều vậy hết á, đưa đón các em đi học đàng hoàng, ăn ở trong trường, nhà trường lo hết, tiền sữa tiền gì lo hết. Và sau đó không có chuyện học thêm học thiết gì cả. Bao nhiêu đó, rồi thời gian còn lại để các em vui chơi, các em rèn luyện thân thể, các em tập thể dục thể thao, thấy không? Chứ không phải cái kiểu mà đi học về quá nhiều thời gian cho việc học rồi. Học cái thứ gì đâu, cái thứ tư tưởng của Mác Lê và tên hồ chó đã không nói rồi. Đi về nhà còn phải bắt học thêm, học phụ đạo, còn không thì bị phân biệt đối xử. Học cái gì? Rồi cuối cùng ra, nếu không quen biết chạy chọt, chạy điểm, chạy bằng, chạy cấp thì cũng sẽ chẳng làm được gì cả. Thấy không? Vậy học thì làm gì? Nhiều khi cha nói mà cũng tức cái mình nữa. Không? Tức cho ai? Tức cho dân tộc Việt Nam, tức cho đồng bào của mình. Nhìn những cái đất nước người ta đi, dạy con em sao? Cũng cái kiểu mày nín mày không được nói, con đít con nôi biết gì, hỉ mũi chưa sạch mày đặt nói cãi hả? Tao đẻ mày ra tao không biết hả? À, dạy ra những con người vậy, ngay cả làm cha làm mẹ cũng tiếp tay với cộng sản, đối xử với con mình như vậy, đứa con nó làm sao phát triển được? Còn người ta ha, ở bên này một cái đứa bé 3 tuổi, 4 tuổi nó biết nói chuyện thôi, cha mẹ phải ngồi nghe nó nói để cho nó lắng nghe ý kiến của nó. Đất nước của người ta vậy đó. Tức là sao? Tôn trọng. Chứ không phải dùng cái quyền làm cha làm mẹ, làm thầy làm cô, muốn đánh, muốn đập, muốn chửi, muốn sỉ giả, làm gì làm, không có chuyện đó đâu các bác các anh chị.
mà tất cả những người lớn tuổi còn phải học ngược lại những người trẻ tuổi ở xứ tư bản dậy chết này. Tại vì sao? Những tuổi trẻ trí thông minh, sáng suốt còn đó, nó có cái hay của nó, chúng ta phải lắng nghe nó, chứ không phải nói rằng tao là thầy của mày, tao có quyền đánh mày. Tự nhiên lấy cái vẻ lao bản nhét vô họng mày, rồi sao đứng lên tát bạc tay vài cái, không làm bài tập, tát người ta, chấm bài thi xong rồi dục xuống đất để cho mấy em bé bò lên cái bục giảng mà lụm. Thứ gì mà khốn nạn vậy? Làm cái nghề giáo gì mà khốn nạn vậy? Coi mình làm cha làm mẹ. Bởi vì cha mới nói cái thứ cộng sản nó sản sinh ra những con người như vậy đó. Rồi những đứa bé nhỏ xíu á, thì vô hội cờ đỏ, để lớn lên nó lại dùng cái lực, cái quyền để nó ức hiếp những người thấp cổ bé họng nữa. Phải không? Một xã hội chỉ tạo ra những con người, những người nào có tiền, có chức, có quyền thì ngồi trên cha, trên cổ, trên đầu của những người bình thường. Vậy mà vẫn ngồi chấp nhận hả? Cô bác anh chị, tại sao phải để cho con em mình đi học? Tại sao? Cần gì phải học? Cần gì phải học ở xứ cộng sản? Phải chi á mà tất cả những phụ huynh học sinh, thay vì cứ mỗi năm mà mỗi lần cứ mà mua sách thì chửi, lên mạng chửi rầm rầm, thay vì đừng chửi mà hãy cùng đồng loạt với nhau lên tiếng cho quốc tế biết chúng tôi phản đối nền giáo dục của cộng sản thì đã khác rồi. Thấy không? Còn cái này cứ mỗi lần mà có vấn đề gì bực mình cứ lên chửi thôi, ai nghe? Thay đổi được cái gì? Tại sao phải đóng tiền cho nó? Tiền thuế ngân sách nó đi đâu rồi? Phải trả tiền sách cho con mình. Cũng giống như tiền chích vaccine vậy nè, nó lụm cho đã rồi, bây giờ đi chích phải trả tiền, tiền chích nữa. Cái kỳ cục vậy. Nó cướp tới trắng trợn như vậy. Một cái lũ ma cô, một cái lũ đầu trâu mặt ngựa, nó cai trị trên đồng bào của mình. Vậy mà người dân cứ mở miệng tức chửi thôi, không biết làm gì hết á. Tại sao phải cho con đi học? Bây giờ 1 triệu, bây giờ cho nói tới 90 triệu dân, 90 triệu gia đình đều đồng loạt phản đối nền giáo dục của xứ cộng sản, thì thử coi quốc tế biết không? Tại vì ai cũng vô cảm, ai cũng thờ ơ. Cho nên mới như vậy. Cho nên gửi một tấm hình cho các bác anh chị coi, tấm hình này có ý nghĩa lắm. Cho sự vô cảm và thờ ơ này. Đây là cái tấm hình này á, nhìn cái nghĩa đen thì nó vậy thôi. Nghĩa đen của nó là hôm nay ngồi xem đồng loại của mình bị nướng trong cái lò nướng, phải không? Thì ngày mai cũng tới đó mình. Cho nên cái sự vô cảm nó cũng được tạo ra từ giáo dục. Từ giáo dục, có người đã biết sai nhưng vẫn im lặng để chấp nhận nó. Mỗi năm cứ thay đổi tiền sách, đóng tiền sách, cứ lên kêu la là trời ơi, không có tiền ăn đây mà đóng tiền sách mấy trăm ngàn. Cứ năm nào cũng in sách mới đó, nhưng mà không bao giờ nói. Rồi một ngày nó cũng sẽ xảy ra với mình thôi, thấy chưa? Hôm nay ngồi xem đồng bào mình chết mà không làm gì thì ngày mai bạn sẽ giống như họ thôi. Đó là vậy đó. Thật sự đó là vậy đó cô bác anh chị. Nhìn một tấm hình thôi, nhưng nó không phải đơn giản là một tấm hình để mình dò mình cười. Chen hiểu ra được hết. Chen nhìn tấm hình là Chen biết nó có ý nghĩa gì. Cũng vì sự vô cảm của mình đó. 90 triệu dân, 90 triệu hộ gia đình đồng loạt phản đối. Rồi những người thầy giáo, cô giáo có tâm, nếu mà thật sự họ có tâm, họ bỏ nghề. Đó, như Chen nói đó, muốn diệt cộng sản không khó. Chỉ cần cả nước đồng lòng, bất cứ ngành nghề nào cũng phản đối hết. Thì lấy gì tiền nuôi nó nữa. Lúc đó quốc tế sẽ nhìn thấy. Còn bây giờ sao? Bây giờ có cô bác anh chị cứ vô lên Facebook, viết những cái status, chửi đủ thứ. Nhưng sau đó rồi chuyện đâu cũng vào đó. Và sắp tới đi qua cái mùa hè này xong, vẫn phải bắt đầu một năm học mới nữa. Và sách nó sẽ cải cách nữa, nó sẽ in nữa và nó sẽ bán nữa. Và đồng bào mình cũng sẽ đè đầu cởi cổ ra để mua nữa. Nên chửi mỗi năm để làm cái gì, phải không? Thay vì biết nó đã thối nát rồi, để cùng với nhau thắt lưng buộc bụng chịu khổ một thời gian, để đồng loạt cùng phản đối tất cả những ngành nghề. Nhưng mà nói thì khó quá. Tại vì sao? Những thằng thầy cô giáo toàn là thứ bất nhân không à. Nó chỉ biết lụm tiền mỗi tháng thôi, nó vẫn tiếp tục nhồi sọ con cháu của chúng ta. Thì nói gì mà nó cùng đồng lọc nhau để mà đứng lên nó nói. Thật sự buồn của bác anh chị. Rất là buồn. Buồn cho cái dân tộc này. Buồn cho dân tộc này. Những cô chú bác anh chị em có tâm á, có đạo đức thì quá hiếm, ít quá.
cái số lượng này nó ít quá. Còn những kẻ mà hám danh, hám lợi, hám tiền thì quá nhiều. Cho nên dân tộc mình ngóc đầu lên không nổi. Ngóc đầu lên không có nổi. Là như vậy đó. Cứ nhìn cái lợi trước mắt mà ham không à. Chứ không chịu nhìn cái sâu xa hơn. Tức là ai? Con cháu mình chứ ai. Thấy không? Lòng vòng lại cũng là con cháu của mình. Khi mà mình chết rồi, mình ngồi xuống cái nắm mồ rồi á, mình ngóc đầu lên, mình dòm con cháu của mình. Trời ơi, nó cũng sống giống như mình lúc còn sống. Không có gì khác mà còn tệ hơn nữa. Bây giờ nợ công nhiêu rồi? Nợ công bao nhiêu trên đầu người rồi? Cỡ 4.000 đô, cô bác, các anh chị. Có ai trong nước nói cho anh biết không? Bây giờ nợ công của mỗi người, công dân ở Việt Nam bây giờ đóng cỡ 4.000 đô chưa? Cho nên phải nói vậy đó. Đời của mình chết đi, đời con của mình cũng sẽ gánh tiếp tục cái nợ công đó. Mà cái nợ công đó là từ đâu ra? Từ những thằng đầu trâu mặt ngựa, thấy không? Những thằng gian xảo điếm đàn nó đang hưởng, rồi nó đổ lên đầu của con cháu chúng ta trả. Nó chẳng làm được cái tích sự gì cả. Rồi cho nói thẳng luôn, những thằng nào mà lấy chức giáo sư tiến sĩ mà treo lên cái tường á, xin lỗi, không có lịch sự gì tới cái lũ này hết á. Tụi bay phải biết nhục. Khi mà tối á, tụi bay đi họp rồi về á, tụi bay nằm trên giường nhìn lên cái tường mà thấy chữ giáo sư tiến sĩ mà để tên tụi bay á, tụi bay phải biết nhục. Tại vì tụi bay mới học có lớp 2, lớp 3 thôi. Cho nó thẳng như vậy đó. Nhìn cái quê hương mình của bác anh chị biết không? Chen đi những cái nước, những cái nước mà chen đi du lịch, chen dòm thấy con người của người ta, những con người, những đứa bé, những người già, họ được sống vô cùng sung sướng. À, nhìn lại quê hương của mình đi, cũng gì đâu mà ra, gì đâu mà ra. Buồn chứ cô bác anh chị, buồn chứ. À, nhìn nè, bà này chắc chanh nghĩ cũng cỡ 80 rồi chứ không có trẻ nữa đâu. Nhìn đi, khổ ghê chưa cô bác anh chị, khổ ghê chưa. Bán từ cái bánh da lợn, bánh chuối, đúng không? Thật sự chen cũng bán bánh này nè. Chị nói thiệt với anh chị luôn, chị nhìn trên thương bà này là vậy á. Chen cũng nấu, chen cũng làm bánh da lợn, bánh khoai mì, bánh gì đó chen bán á. Chen cũng là giống bà này đó. Nhưng mà vì sao mà chen thương? Tại vì ít ra đó, chen cũng còn sức. Còn sức mà làm. Tuổi trẻ mà. Chứ đâu phải già cả như bà mà phải còn lê lết trên đường mà bán. Phải không? Mà không ai lo. Không ai lo, mặc dù cả đời của bà cũng đã làm đóng thế rồi. Đóng thế để nuôi cái lũ đầu trâu mặt ngựa này. Cho em thương là thương như vậy thôi. Ai cũng phải làm để sống. Nhưng mà cô bác anh chị biết không? Lao động nó phải được hưởng một giá trị tương ứng. Thì đó mới gọi là lao động vinh quang được. Còn cái lũ này lúc nào cũng mở miệng vinh quang, nhưng con người sống còn thua một con vật nữa. Nói những câu nói này nó vô cùng đau lòng. Đau lòng lắm. Nhìn những người già thì đau lòng lắm cô bác anh chị. Thêm một hình ảnh này mà còn chịu không nổi nữa. Nó đem lên báo chí, nó tuyên truyền, nó nhồi sọ. Cụ Lê Thị Xuân mang gạo và trứng đến nhà văn hóa để ủng hộ chống dịch. Thật là một lũ khốn nạn, từ đứa bé tới người già. Cô bác anh chị, nó hút máu, nó hút xương tủy, nó ăn á hả? Nó ăn, nó hưởng ở phương trời Tây. Một cái chầu tiệc của nó thôi cũng mấy trăm ngàn đô. Thấy không? Vậy mà nó nở lòng nào nó đối xử với những người già và trẻ em như vậy. Vậy mà chịu nổi sao? Đây là ai? Đây là đồng bào của mình đó. Cô bác anh chị, đồng bào của mình chứ ai nữa. Tại sao lại vô cảm như vậy? Tại sao lại còn tiếp tay cho chế độ này vậy? Nó là một chế độ tàn ác. Nó chế độ mọi rợ. Nó mới làm ra được những cái chuyện này. Nó cũng y chang như bên Tàu Cộng vậy đó. Thằng anh của nó làm sao là nó y chang vậy đó. Nó làm gì mà nó có chút máu của con người. Nó lũ ma quỷ mà. Chen nhìn những người già với trẻ em là chen không bao giờ chịu nổi. Vậy cô bác anh chị biết không, cũng vì sao? Thấy không, họ tới già họ chưa được hưởng một cái gì cả. Là cũng vì cả đời của họ bị giáo dục bởi một cái gì phải không? Nô lệ. Nô lệ. Tức là, ôi, ông đó tổng bí thư, ông đó chủ tịch nước, chức cao quá ha, mình phải cúi đầu trước nó. Nó dạy ra những con người như vậy đó. Thằng có chức, có quyền, có dùi cui, có nhà tù là tất cả. Còn lại người dân là thấp cổ bé họng, đều là những con gà công nghiệp cho nó, để nó giặt lông, những con cừu của nó.
sống vậy sao sống của ba anh chị? Học giáo dục nó ra những con người vậy đó, và con cháu chúng ta cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy đó, dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa. Tại giáo dục ngu dân mà, giáo dục nhồi sọ ngu dân. Con người không có biết đòi cái quyền của mình, bởi vì chưa bao giờ có một cái, chưa bao giờ có một cái môn nào mà nói về nhân quyền để dạy cả. Thấy không? Cho nên con người biết là mình không có quyền. Tại vì sao? Bởi vì mình không phải chức cao vọng trọng. Bởi vì mình nghèo là mình không có quyền. Đó, cái xứ sở tạo ra những con người như vậy đó. Buồn chứ ha? Cô bác, anh chị buồn chứ? Nhiều lắm. Chen biết là thời gian thì nói không có hết đâu. Nhưng mà Chen cũng mong rằng cô bác, anh chị cùng với Chen mỗi người góp một tiếng nói với. Góp một tiếng nói của mình. Giống như là cái suy nghĩ của mình cho Chen biết. Chứ nếu mà người dân Việt Nam sống sung sướng quá rồi thì cũng nói cho Chen biết. Những cô bác có tâm, có tâm, có đức, nói thật cho Chen biết đi. Nếu mà người dân trong nước mà quá sung sướng rồi, chúng ta cũng không cần ngồi live stream để làm gì nữa. Làm gì nữa? Mỗi người đi về sống với cuộc sống hưởng thụ của mình đi, cho sướng. Không có cần phải cùng với Chen để cũng bị chửi rủa, bị đủ thứ hết. Tại vì họ ở trong nước họ sướng quá rồi, thì chúng ta cần gì nói nữa. Chen chỉ nói cho những người thấp cổ bé họng, những người khổ sở thôi. Mà nếu mà họ mà lên tiếng, họ nói họ sướng rồi á, thì chúng ta cần gì phải ngồi đây nữa. Cô bác, anh chị, đúng không? Chen nói đúng không? Cái gì nó cũng phải nói cho nó đúng cái đó. Thí dụ như bây giờ những cô chú bác gửi email cho Chen ở trong nước, rõ ràng nói sự thật như vậy. Vậy mà tại sao Chen, nếu mà Chen nói sự thật như vậy mà tại sao 90 triệu dân vẫn tiếp tục đi dỗ béo mà nuôi cái chế độ này? Lạ vậy? Sợ nhà tù đúng không? Sợ bị bắt bớ hay là sao? Nói cho Chen biết với. Cô chú bác anh chị em ở trong nước, Chen ăn nỉ luôn á, làm ơn nói cho Chen biết với. Đừng bao giờ mình sống trong một đất nước, mình đừng bao giờ có cái mặc cảm là nghèo là có tội. Không phải. Nghèo không có tội. Người dân ở trong nước, những người thấp cổ bé họng, họ làm quần quật đủ miếng ăn thôi, thì họ nghĩ rằng cái số phận của họ, họ phải là những người họ bị, họ rút đầu lại, họ tự ti, họ mặc cảm, đủ thứ hết á. Nhưng mà Chen đám nói một câu vậy nè, nghèo không có tội. Nghèo không có tội. Bởi vì sao? Gia đình của Chen, bạn bè của Chen, những người bà con đã từng nghèo và rất nghèo. Nghèo đến mạt riệp, nghèo đến không có một cái quần cái áo để mặc luôn. Và Chen đi học mặc đồ rách luôn. Thật sự là như vậy. Và cô bác, các anh chị biết không, vào cái thời mà còn một cái nền giáo dục khai phóng của Việt Nam Cộng Hòa đó, có một cái câu chuyện buồn lắm mà nó rất hay như vậy nè. Khi mà Cộng sản nó vào, nó cướp miền Nam, thì bắt đầu tất cả mọi người sống quay ngược lại cái thời bao cấp. Thời bao cấp là bắt đầu từ miền Bắc, dưới sự cai trị của chế độ mọi rợ Cộng sản, con người sống không có một chút quyền hạn gì cả. Muốn làm cái gì cũng phải xin hết á. Muốn mua cái gì phải có tem phiếu. Đó, cô bác anh chị biết không? Y chang như thằng Tàu Cộng, thằng Bắc Hàn, y chang vậy đó. Tao nói Cộng sản là giống nhau vậy đó. Tại vì quyền lực nó bị tập hợp vào một nhóm, một cái tổ chức rồi. Người dân chỉ phải làm công làm mọi nuôi nó thôi. Muốn làm cái gì phải xin không à. Thời bao cấp là như vậy. Cô bác anh chị coi, hồi trước Chen đưa mấy cái tem rồi, bữa nay có cái tem này còn mắc cười nữa. Thấy không? Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nè, năm 68 nè, tem giải. Tem giải này không được, cái đấy 0,10 thôi à. Tức là, tôi nói gì? 10cm thôi. Nó thấy mà khủng khiếp không cô bác các anh chị? 10cm giải mà cũng phải có cái tem để đi mua nữa, nó mới bán. Thời bao cấp mà. Nè, cho các anh chị coi nè. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Chen thấy khẩu hiệu này là Chen nổi máu lên rồi. Giấy xin phép vận chuyển. Trời ơi, tôi tên là gì đó, 40 tuổi. Tôi muốn vận chuyển có cái tủ. Cái gì đó, muốn vận chuyển có cái tủ đi thôi à. Mà cũng phải xin phép nó nữa. Trời ơi, sống gì mà thấy gớm vậy. Và anh chị, giấy xin phép vận chuyển. Muốn vận chuyển cái lu, cái tủ, cái gì cũng phải xin phép nó. Đó là thời bao cấp là vậy đó. Thì có một câu chuyện rất là tội nghiệp như vậy. Cái anh này anh nói, nhà tôi nghèo lắm,
vào cái thời mà nhiều thầy cô giáo ở thời đó cũng giống tôi luôn. Trừ một số người được sinh ra trong gia đình có của ăn của để, do ông bà cha mẹ tích lũy từ trước, hoặc là gia đình của thằng cán bộ, nó có những cái chỗ ngồi, chỗ đứng béo bở của nó. Tôi đã nỗ lực học hành và vượt lên chính mình bằng năng lực của cái trí óc, bằng công sức lao động của chính mình. Cho nên trước sau tôi vẫn không quên những người nghèo và khẳng định rằng nghèo không có tội. Nghèo không có tội. Khi sinh thời, tôi có nhà có cửa, có cái ăn, cái mặc, ba tôi mới dặn: con làm thầy giáo mà nếu không quan tâm đến người nghèo thì không thể có tư cách để dạy dỗ ai đâu. Tôi trả lời ông: con hiểu ba nói rồi. Bởi vì cái cốt cách của một nhà giáo là phải có lương tâm. Lương tâm dành cho ai nếu không dành cho người nghèo? Đó là đạo đức tối thiểu. Không có lương tâm đó, thầy giáo chỉ có thể lên lớp dạy học trò toàn những điều ba qua và dối trá mà thôi. Và tôi, bản thân tôi nghe lời của ba tôi dạy và tôi tâm nguyện. Càng ngày tôi càng hiểu, chức năng của giáo dục là giúp cho dân giàu, nước mạnh, rồi mới tới chuyện làm giàu cho mình. Tức là phải dạy cho dân giàu trước, rồi mới làm giàu cho mình. Tôi đã nỗ lực và tôi đã bất lực vì điều đó và tự sỉ vả mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi tôi nhìn tất cả những cái sách giáo khoa, những cái giáo sư tiến sĩ, những người bậc thầy đứng ở trên vẫn lạnh lùng biện bạch đủ thứ trò hết. Muốn học giỏi thì phải có tiền nhiều, muốn sách tốt thì phải có chi phí mà in, để in sách không bị lỗ. Mặc dù họ đã ngốn mấy chục ngàn tỷ ngân sách và bắt dân để còng lưng ra trả, tôi thật sự bất lực. Bởi vì sao? Tôi đã vẫn tiếp tục cố gắng để nghe lời ba tôi. Trước 75, ba tôi dạy tôi, nếu con làm thầy cô giáo con phải có tâm. Nhưng bây giờ tôi nhìn thực tế, tôi thiệt tình là bất lực và tôi tự sỉ giả vào mặt của tôi. Tôi không làm được rồi trong cái xã hội này. Cái này nói đúng á cô bác anh chị, nói đúng lắm. Những người mà làm nhà giáo mà có tâm á, khi nhìn cái hiện thực của cái nền giáo dục thối nát của Cộng sản á, thì họ sẽ phải tự sỉ giả vào họ. Đúng. Đúng vậy. Bởi vì anh làm nhà giáo, thầy giáo, anh cầm cái cuốn sách, học sinh phải trả tiền còn phải trả giá nữa. Cái thằng in sách thì nó nói rằng nó in bằng cái giấy tốt nên giá của nó phải vậy. Rồi sao? Học, đi học mà tiếc tiền, sao học tốt được? Nó giống như là chi phí thấp quá là sao có chất lượng. Cái kiểu gì kỳ vậy? Các anh chị, học kiểu gì kỳ vậy? Nếu mà đem ra so sánh với những nước văn minh á, mà nghe cái kiểu như là tiền nào của đó, đủ lý luận, cái lý luận của Cộng sản á, ngụy biện, toàn là những kẻ bất lương. Bất lương. Vì sao vậy? Những cái nước văn minh, cô bác các anh chị biết không? Họ đi học, học sinh á, trong không cần đem cái gì theo hết á, không cần đem cái gì vô cặp hết á, chỉ có đem cái gì mình thích thôi, một chai nước, một cái phần ăn trưa nếu mình muốn ăn ở nhà, thấy không? Trong cái cặp không có mang một đống sách gì cả, vô trường đã có sách hết rồi. Và sách đó làm sao? Cái lớp này đi, lớp tiếp theo còn tiếp tục sử dụng nữa. Thời Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, thầy cô giáo thời Việt Nam Cộng Hòa dạy các em học sinh rằng các em nhớ gìn giữ sách cho kỹ để cho những các bạn ở cái lớp tiếp theo học nghe. Tức là sách đó sẽ được truyền đi học hoài. Tại vì sao? Bởi vì nó có giá trị, nó dạy những điều hay lẽ phải, chứ không phải là nó in, nó lấy tiền giấy, nó in, nó lấy thu tiền lại. Nó coi nền giáo dục như là một nền kinh doanh, thấy không? Như loài cộng sản. Các anh chị nhìn đi là biết liền à. Thật là đau lòng mà. Vậy những bà mẹ, những người làm phụ huynh trong đất nước Việt Nam cứ mỗi năm cứ chửi, mỗi năm tới mùa tựu trường là chửi tè le hết, tiền này tiền kia đủ thứ hết. Người dân đã, ví dụ như một gia đình mà trung lưu đi ở Việt Nam, cho nói cái này thực tế nè, một gia đình trung lưu thôi chỉ cần nuôi hai đứa con đi học thôi,
từ lúc phổ thông cho tới đại học là cũng đã kiệt sức rồi. Thì sao phải làm quần quật á, là trung lưu, giới trung lưu đó, nuôi hai đứa thôi, nội đi học, tiền ăn của hai đứa, tiền sách của hai đứa, cho tới lúc từ phổ thông tới đại học thì họ cũng khổ rồi, đã khổ lắm rồi. Rồi còn có bác anh như thấy không, vậy chứ sao, cứ mỗi lần nói ra cái chê trách dân ngu dân nghèo, tối ngày cứ nói là dân trí thấp quá cho nên không có thể nào có tự do dân chủ, không có để nào cho mà dân chủ đa nguyên đa đảng được, dân trí thấp quá. Trời ơi, rốt cuộc nó còn chửi lại dân, nó nói dân là dân trí thấp lắm, nên nói dân chủ tào lao đó, thằng Phúc Niễn nó nói đó, dân chủ mà tào lao là đất nước nó sẽ chết, nó coi dân giống như nó nói là dân tào lao lắm, chẳng hiểu chẳng biết gì cả, nó sản sinh ra, nó dạy dỗ xong, nó nhồi sọ xong đã đời, nó quay trở lại nó trách dân ngu và dân nghèo. Tức không cô bác các anh chị, tại sao mình không ngồi mình nói ai làm cho tao ngu tao nghèo, thằng nào con nào là làm cho dân tộc tao ngu và nghèo, chính cái lũ mọi rợ tụi bay, cái lũ đảng cộng sản tụi bay chứ không ai hết đó. Cô bác các anh chị thấy không, nhiều cái tức không, chứ nói những điều này là cho đồng bào mình trong nước chứ chen hả. Chen đi làm volunteer ở trong trường, Chen thấy từ đứa bé nhỏ xíu à, là nó học cái lớp nhỏ nhất là cái lớp preschool. Cái lớp preschool nó vô đó được dạy đầu tiên, đâu có cần học đâu, cái tuổi là tuổi nhỏ. Tuổi nhỏ vô, cô giáo chỉ dạy lễ phép, cái cách này cách nọ cho nó dạng lên, nó biết phát biểu, nó biết giơ tay nó nói, rồi nó ăn, nó hát, nó hò, nó vẽ, nó đi về. Đơn giản vậy. Cái đâu phải nhỏ xíu vô lớp mẫu giáo là ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiên Nhiên Di Đồng. Ủa Hồ Chí Minh là thằng nào? Nào là tháp 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam, có đẹp nhất có tên Bác Hồ. Bác Hồ là thằng nào vậy? Con đâu có biết. Ủa con mới vừa biết nói chuyện à. Con vô lớp mẫu giáo con đâu biết thằng Bác Hồ thằng nào đâu mẹ. Tại sao nó bắt con cứ ai yêu Bác Hồ Chí Minh? Ủa Bác Hồ là thằng chó nào con đâu có biết. Thấy không? Nó lạ không? Đất nước người ta đâu có, không có bắt buộc cái gì cả, mà còn dạy nhân quyền, dạy quyền tự do, khuyến khích con em đứng dậy phát biểu, nói chuyện. Con mới vừa biết nói là coi như nhét vô đầu vô cổ là một thằng lãnh tụ. Thằng lãnh tụ là thằng nào? Thằng ma, thằng quỷ nào? Xin lỗi ba anh chị nghe. Xin lỗi à, Chen xin lỗi, Chen chửi vậy. Thật sự là vậy đó. Chen mà Chen học, Chen mà bây giờ trở lại cái thời đó Chen cũng hỏi vậy. Ủa thằng đó là thằng nào vậy? Con đâu có biết. Tại sao bắt con phải yêu Bác Hồ? Bác Hồ là thằng nào? Rồi bây giờ mới biết ra là thằng tội đồ của dân tộc. một cái thằng của thằng Tàu. Thằng Tàu. Nhục không? Nhục nhã một dân tộc gì mà đi thờ một thằng Tàu. Tại vì Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi. Thấy không? Chết vào khoảng những năm 1930 rồi. Rồi thế vô thằng Tàu rồi bây giờ ngồi đó mà quỳ xuống lại nó, thờ nó, nhục không? Nhục. Nhục, một nỗi nhục của một dân tộc, còn nhồi sọ các em nhỏ nữa chứ. Bắt nó cũng tôn thờ thằng Tàu luôn. Có phải tức không? Những bậc làm cha làm mẹ có tức không? Cho anh hỏi thiệt đó, một câu nói cho anh biết em, những cô chú bác ở trong Việt Nam tức không? Nếu mà không tức thì cho anh cũng đầu hàng luôn á. Cho anh cũng hay luôn, cho anh cũng nói là quá hay. Thật sự là quá hay. Ngày xưa Chen nghe những chú bác kể lại nha, cái thời ngày xưa đó, cái thời chưa có cộng sản á, rất nhiều người cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đó dạy ra những con người sang. Sang là sang sao? Không phải sang là ăn mặc đẹp đâu bác anh chị, không phải sang là ăn mặc đẹp. Sang là sao? Họ viết hay, họ nói hay, phải không? Những gì suy nghĩ từ lời nói, cử chỉ hành động, những cái bước đi của họ, ăn mặc của họ đều tao nhã, mực thước tao nhã. Trong đó có những người Bắc năm 54 đó, mà họ di cư vào miền Nam đó, là những người học thức, những người lịch sự, nhã nhặn, nề nếp, gia giáo. Đó là cái nét đẹp của dân tộc mình đó. Nhưng giờ còn không? Làm gì còn nữa? Rồi bây giờ các bác anh chị biết không? Học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, cứ tối ngày chửi Mỹ ngụy. Này Chen à, thằng Mỹ ngụy nó ác lắm, nó ăn thịt con nít, nó lê máy chém đi giết đồng bào, làm cho Chen căm thù Mỹ ngụy. Thấy không? Chen đâu có biết. Chen căm thù,
Trang căm thù bất cứ một cái người nào vào xâm chiếm nước Việt Nam. Trang căm thù bất cứ một cái người nào làm khổ dân tộc Việt Nam. À, lúc đó Trang căm thù Mỹ, tại Mỹ đi xâm chiếm Việt Nam mà. Ngụy tiếp tay với Mỹ. Cứ trong đầu nghĩ vậy đó. Nó lòng vòng lẫn quẩn có như đó đó. Nhưng mà cô bác các anh chị biết không? Trời đất ơi, khi mà biết ra được rồi, khi mà biết bị nhồi sọ rồi nó tức vậy. Đất nước Việt Nam trước năm 54, hai miền, ba miền chứ, Bắc Trung Nam đều là một đất nước Việt Nam mà thôi. Đó, cho nhắn cái này cho cô bác các anh chị biết, để coi cái lũ này nó nhồi sọ con cháu chúng ta cái gì. Có một nước Việt Nam thống nhất, không có chia rẽ vùng miền gì cả, và với cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, phải không? Nhưng mà từ khi cái lũ đảng Cộng sản dưới cái tên Hồ Chó này, lý tưởng Cộng sản đem từ ngoại bang về, rồi sao? Âm mưu cùng với Mao Trạch Đông làm gì? Thi hành nhiệm vụ chia cắt đất nước ra làm hai, từ Vĩ Tuyến 17 đó, bắt đầu mới biết là từ cái mốc thời gian đó mới biết là miền Bắc dưới sự cai trị của Cộng sản, còn miền Nam là dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó. Mà Chen nào được biết vậy đâu, phải chi mà Chen biết như vậy đó, thì lúc mà Chen ngồi với mái nhà trường, Chen đã nói thẳng vào mặt của ông thầy rồi: thầy nói cái gì vậy thầy? Thầy đang có bậy gì vậy thầy? Thầy giải gì bậy bạ vậy thầy? Đó, phải chi Chen ước gì Chen quay ngược trở lại, Chen sẽ chỉ thẳng vào mặt của ông thầy giải xử á. Bây giờ là Chen nói thẳng luôn á, bây giờ có chi ổng còn sống, ổng còn nghe được, Chen nói thẳng vào mặt ổng luôn: ông đã dạy những điều dối trá, ông đã dạy những điều bịp bợm cho tôi và cả những bạn bè của tôi, thế hệ của tôi. Chen là như vậy đó, Chen nói thẳng vậy đó. Rồi các bác anh chị biết không, nó theo lệnh của Mao Trạch Đông, nó chia đôi đất nước ra. Tại sao phải chia đôi? Bởi vì sao? Bởi vì chia đôi để dễ cướp, để dễ chiếm, nhồi sọ tẩy não một phần trước đã, làm một lần thì không có đủ khả năng, cho nên chia đất nước ra làm đôi đã, để cho Nam Bắc thù hận lẫn nhau trước đã, tức là anh em chia cắt ra tương tàn lẫn nhau trước đã. Đó, đó là cái âm mưu thâm độc của thằng Tào Cộng. Vậy mà dưới cái đám lũ tay sai đó, đi theo cái lệnh đó về chia cắt đất nước ra, phải không? Từ đó mới xuất hiện một cái lũ mọi rợ Cộng sản Việt Nam đó, Bắc Việt đó, cô bác anh chị, Cộng sản Bắc Việt đó. Rồi sao? Đi cướp, thấy không? Lấy súng AK, nhận súng đạn của Nga Xô và Tàu Cộng, đi cướp miền Nam xong cái: ôi, Cộng sản có công thống nhất đất nước. Đó, tức không? Chen bị nhồi sọ dạy vậy đó. Cái Chen nói: trời ơi, Cộng sản giỏi quá, Cộng sản Việt Nam giỏi quá, đã thống nhất được đất nước. Sau này tức giống như là nó mà đứng trước mặt rồi đập nó luôn á. Ủa, hóa ra ngày xưa chính mày đã rước giặc vào nhà, chia đôi đất nước, phải không? Làm cho Nam Bắc tương tàn, anh em giết chóc lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau, đồng bào mình cầm súng ngoại bang giết đồng bào mình, rồi bây giờ mày cướp được xong để mày nhuộm đỏ đất nước Việt Nam bằng chủ nghĩa cộng sản thì mày nói mày thống nhất đất nước. Ngày xưa chưa có mày, đất nước Việt Nam đã là một đất nước thống nhất, chỉ có một lá cờ vàng ba sọc đỏ mà thôi, phải không các bác anh chị? Tức không? Cho nên Chen nói những điều này là Chen nói thẳng vào mặt của các ông thầy dạy sử, dạy môn lịch sử mà Chen đã bị nhồi sọ từ nhỏ cho tới lúc lớp 12. Chen căm thù là căm thù những con người đã biết dối trá và bịp bợm mà vẫn nhồi sọ vào đầu con cháu của chúng ta. Chen căm thù cái đó đó. Bây giờ đừng có hòng mà lừa nha cô bác anh chị. Chen đã biết rõ quá rồi, nhiều hơn những gì mà chính những con mà dạy lịch sử trong Việt Nam nó biết luôn á. Chen dám nói một câu vậy, bởi vì sao? Chen được sống ở ngoài đất nước văn minh, phải không? Tất cả những trang sử gì đó họ không có sửa đổi, họ không có cái thói đó, họ không có cái thói xấu đó của cái xứ cộng sản, họ không có sửa cái gì đó. Có làm sao họ giết vậy à? Đất nước của họ nha, xấu là họ giết xấu, tốt họ giết tốt, chứ không phải là cái đất nước thì nó thuốc quắc, xin lỗi cộng sản á, nó thuốc quắc mà lúc nào cũng sửa thành nó tốt. Lừa được ai? Lừa được bao lâu? Thấy không? Lừa được bao lâu? Bây giờ nhìn là biết liền à. Bây giờ nhìn
một cái nền giáo dục thối nát, một xã hội thì thôi, thấy mà ớn, thấy mà ớn là biết liền, biết là ôi cái nền giáo dục này nó tốt hay đẹp hay sao liền, phải không? Muốn nhìn biết liền à cô bác anh chị, nhìn cái cách cư xử của con người đi, cái cách cư xử của con người thôi là biết liền, không cần nhìn cái gì sâu xa đâu, toàn là giả dối giả tạo không. Cô bác anh chị biết không, có một cái cho anh biết là không đủ giờ, tuần tới cho anh sẽ nói tiếp vấn đề này nha, nhiều lắm, cho anh phải nói cho xong cái vấn đề này mới chịu nổi, chịu không nổi. Những thế hệ hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa có cha mẹ đã đi xuống con tàu vượt biên đó cô bác anh chị, để trốn chạy cộng sản á, thật sự đã có rất rất nhiều các anh các chị đã thành công trên đất nước Mỹ này, cho nói riêng nước Mỹ thôi, những nước khác thì cũng có hết á. Thì họ làm tướng tá ở trong quân đội của Mỹ rồi, thấy không? Họ làm chức cao luôn đó, họ chỉ huy cả người Mỹ đó, mà người gốc Việt đó. Bữa nay á, còn ít thời gian, Trang sẽ chia sẻ cho bác anh chị hai người hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, là hai người con gái. Còn nữa, nhưng mà bữa nay tượng trưng hai người thôi. Trang cho bác anh chị coi, nhìn những thế hệ con cháu hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa ăn học thành tài, được người ta tôn trọng trên đất nước bạn, và nhìn lại con cháu chúng ta sống dưới chế độ cộng sản thì thật là đau buồn, thật là đau buồn. Riết rồi đi tới đâu cũng mày biết bố mày là ai không, giỏi lắm, vĩ đại quang vinh mà, tại vì sống bị nhồi sọ vĩ đại quang vinh quen rồi nên đi đâu cũng đem cái thói đó theo. Xin chào bác anh chị coi, chờ cho anh có nghe, cho anh lấy tấm hình. Cô bác anh chị, cô bé này, đây là một nữ không quân, nhỏ tuổi nhất, à, nhỏ tuổi nhất mà Chen được biết là hậu vệ, con cháu hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Cái cô bé này mới có 14 tuổi thôi, tên là Phạm Anh Thư, là một người Mỹ gốc Việt, vô cùng dễ thương, lại là phi đoàn trưởng, thiếu sinh quân không quân trẻ nhất trong lịch sử thiếu sinh quân của không quân Hoa Kỳ. Và cô bác các anh chị biết không, biết con bé này tại sao mà Chen lại đem lên đây trong cái ngày hôm nay không? Bởi vì ông nội của em là thiếu tá Phạm Châu Tài, mà lúc mà trong những cái thời gian mà 30 tháng 4 đó, những ngày đó Chen có lên livestream và Chen nhắc về thiếu tá Phạm Châu Tài đó, là ông là liên đoàn 81 bị kích dù. Chen sẽ đưa hình cho anh chị coi, tức là ông nội của em là thiếu tá Phạm Châu Tài. Trên có hình của ông Phạm Châu Tài cho anh chị coi luôn. Đó, đây là cháu của thiếu tá Phạm Châu Tài, và bây giờ lại là một phi đoàn trưởng thiếu sinh quân không quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử thiếu sinh quân không quân Hoa Kỳ, mới có 14 tuổi thôi. Thì có một câu Trên phải nói như vậy, đúng là hổ phụ sinh hổ tử là như vậy. Và cô bác anh chị biết không, còn cha mẹ của em là cái anh đó tên là Thu Phạm, là một sĩ quan không lực của Mỹ, tức là con trai của Phạm Châu Tài đó, là một sĩ quan không lực Mỹ, đã có tham gia vào cái trận bão táp sa mạc đánh Iraq năm 91 đó. Thì bây giờ con gái của ông, tức là cháu của thiếu tá Phạm Châu Tài đó, lại là một người thiếu sinh quân trẻ tuổi nhất trong không quân của Hoa Kỳ. Thêm một nhân vật nữa trước khi Chen tạm biệt cô bác các anh chị, để thấy rằng một cái điều mà Chen luôn canh cánh trong lòng là tại sao tất cả những người con em của những người dân quân miền Nam, hoặc là những người đã trốn chạy cộng sản, họ đều thành công trên nước bạn, họ đều cống hiến tài năng và trí khôn, trí thông minh để góp phần góp sức cho quê hương thứ hai của họ. Và nhìn lại quê hương mình đi, các anh chị nhìn lại đi, những gì mà Chen đang nói đây Chen cũng nhói lòng lắm. Và thêm một cái cô gái vô cùng đẹp, thêm một người nữa đẹp lắm cô bác anh chị, đây nè, đây cũng là một hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, một anh thư của nước Việt. Cô này là dược sĩ, đã là đang làm chức phó đề đốc, tức là chuẩn tướng hải quân Mỹ. Cô tên là Vũ Thế Thùy Anh, nữ hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, tài sắc vẹn toàn, thật hãnh diện cho phụ nữ Việt Nam, vẻ vang dân Việt và vô cùng ngưỡng mộ.
Cô Vũ Thế Thị Anh là con gái của cựu đại quý Hải quân Việt Nam Cộng Hòa Vũ Thế Hiệp, được vinh thăng chuẩn tướng phó đề đốc Hải quân Mỹ. Đó, cô bác các anh chị thấy không? Cô theo gia đình đi qua định cư Hoa Kỳ vào năm 7 tuổi. Lớn lên theo học hành dược, ngành dược ở University of Maryland. Rồi tốt nghiệp, sau khi ra trường cô làm việc ở một cái bệnh viện là Johns Hopkins. Rồi 9 năm sau, năm 2003, cô gia nhập vào Hải quân Hoa Kỳ vì lý tưởng phục vụ, giúp đỡ nhiều người. Và hiện bây giờ đang làm việc tại một căn cứ quân sự. Và được biết là ba người em trai của cô đều là bác sĩ luôn. Đó, cô bác anh chị thấy không? Chen phải nói là tại vì Chen sống ở trên đất nước Mỹ này, từ từ Chen sẽ đưa nhiều người khác nữa cho bác anh chị coi tất cả những người con cái, con cháu hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đều là những người tài giỏi, cống hiến tài trí của mình cho quê hương thứ hai này. Nên Chen mới nói Chen quân nghĩ về quê hương mình, Chen đau lòng. Một cái điều mà trước khi Chen tạm biệt cô bác anh chị rồi từng tới mình sẽ nói tiếp á, là Chen đau lòng vì cái gì? Chen đau lòng là không phải đồng bào mình, dân tộc mình không có người giỏi. Không phải như vậy. Và không phải đồng bào mình không thông minh. Phải không? Không phải. Nhưng mà đã bị kìm kẹp, bị kìm hãm bởi một chế độ mọi rợ này không ngóc đầu lên nổi. Đó là cái điều mà Chen canh cánh và đau lòng nhất. Bởi vì đi khắp nơi trên thế giới, mặc một chiếc áo dài của cô gái Việt Nam, ai cũng có lòng tự tôn dân tộc của mình hết á. Và Chen hay gặp người bạn Mỹ, mấy người bạn Mỹ nói Chen mặc áo dài đẹp quá. Chen cũng nói rằng tao rất yêu cái chiếc áo dài của quê hương tao, phải không? Tao yêu quê hương, yêu đồng bào tao lắm. Mày có thấy chiếc áo dài Việt Nam nó đẹp cỡ nào không? Mấy người bạn của Chen đều nói nó quá đẹp, nó quá đẹp. Nhưng mà cô bác anh chị, nếu mà bây giờ mình ngồi mình sống bằng những cái đẹp, những cái đẹp nó nhìn lại quê hương mình nó không thiết thực. Nó không thiết thực, giống như là những cái cô hoa hậu trong đất nước Việt Nam cũng mặc áo dài đi ra nước ngoài. Nhưng mà sao? Hoa hậu ở Việt Nam đi qua những cái nước khác để làm gì? Để bảo vệ chăm sóc trẻ em, hoặc là lên tiếng để bảo vệ môi trường, hay là chống nạn phá rừng, hay là chống nạn săn bắt thú, phải không? Hoặc là một cái thằng nào đó làm bóng đá, đá banh lại mở miệng tự hào dân tộc, đưa lá cờ máu lên. Mặc dù họ nghĩ là họ giỏi đó, họ nghĩ là họ đưa cái áo dài ra nước ngoài, họ nghĩ là họ có tài năng đó. Nhưng mà cô bác anh chị nhìn lại đi, tất cả những thứ đó đều ảo thôi. Đều ảo. Một cô hoa hậu mặc áo dài, mở miệng dám nói tự hào không? Tại sao ở trong nước của bạn môi trường thì ô nhiễm, bạn có bao giờ dám lên tiếng để phản đối không? Mà bạn đi qua nước bạn mà bạn bảo vệ môi trường. Nếu bạn là người có lòng tự tôn dân tộc, bạn mặc cái chiếc áo dài đó thì bạn phải biết bảo vệ môi trường cho nước bạn trước. Cái nơi mà bạn đang sống, nơi mà đồng bào bạn đang sống, đang hít thở mỗi ngày bị ô nhiễm, bạn không dám nói. Mà bạn mặc cái áo dài, bạn mong mang cái chức hoa hậu, bạn đi qua nước người ta để bảo vệ môi trường của người ta, rồi bạn còn tham gia vào rất là sốt sắng hội chăm sóc bà mẹ trẻ em, bạn giúp đỡ những trẻ em của nước người ta. Nhưng bạn hãy nhìn lại nước mình đi, thấy không? Trẻ em lê lết ngoài đường, phụ nữ thì phá thai tràn lan, đi làm gái ở xứ người, có bao giờ dám có ai lên tiếng không? Cho nên cha mới nói, nếu chúng ta là người công dân nước Việt, nếu mà có lòng tự tôn dân tộc thì phải biết nhìn cho đồng bào trước, cho quê hương trước đã, rồi làm những cái danh ảo đó sao? Bạn bè quốc tế, các bạn nghĩ nó sẽ coi trọng những người đó hả? Không dám đâu. Mới trận bóng đá, mới vừa ăn được thôi, làm giống như là chắc trận quốc tế. Nào là mang sứ mệnh của cả dân tộc, xin lỗi ba anh chị, cũng vì do giáo dục mà ra. Cũng vì do cái nền giáo dục mà ra. Sứ mệnh dân tộc là cái gì? Sứ mệnh của dân tộc là hãy thoát khỏi cộng sản, để cho người dân được sống như những nước tư bản. Con người có nhân quyền, con người được tự do, có cơm no áo ấm, được cái gì? Được tôn trọng. Rồi được cái gì? Được phát huy tất cả những tài năng của mình mà không bị bịt miệng, không bị trói buộc,
không bị bắt bớ. Đó mới là sứ mệnh dân tộc đó. Cái sứ mệnh dân tộc gì? Đi đánh đá banh thắng được một trận thì mở miệng là sứ mệnh dân tộc. Nhục nhã quá, cô bác anh chị, quá nhục nhã. Nhục nhã cho những kẻ mà tưởng mình giỏi, mình hay, nhưng mà nhìn lại quê hương mình đi. Chanh cho bác anh chị coi một cái video này nè. Chanh cũng phải nói rằng chanh đầu hàng luôn. Vì cái nền giáo dục này mà ra chửi hả, chửi luôn cả trọng tài. Các bác anh chị biết không, chửi chỉ thề luôn, địt mẹ trọng tài. Các bác anh chị coi, thật khủng khiếp. Đá banh nè, tự hào lắm nè. Đó, sứ mệnh dân tộc đó. Đẹp lắm, hay lắm. Rất đẹp, rất hay. Thấy không, các bác anh chị, sứ mệnh dân tộc đó. Nói cho những cái lũ, những kẻ bưng bô cho Cộng sản biết một nỗi nhục nhã, ô nhục của một dân tộc. Thấy không, đi đâu cũng dùng cái từ, những cái từ ngữ của hang bắt bó đi theo. Cho mình là giỏi là hay. Thắng một trận bóng đá thì cởi quần, cởi áo. Thấy không, chạy ngoài đường khoác cờ máu của Phúc Kiến vô, rất là nhục nhã cho một dân tộc. Cũng từ đâu mà ra? Cũng từ giáo dục mà ra. Giáo dục sản sinh ra những cái con ấu trùng đỏ vậy đó. Đó là cái nỗi tang thương của dân tộc đó, của bác anh chị. Nếu ai mà có lương tâm đạo đức, có lòng chính trực, thì chanh mong rằng đừng bao giờ lại tiếp tay để cho tiếp tục thế hệ con cháu của mình lại sống tiếp tục như vậy nữa. Thật là đau lòng, đau lòng quá. Từng tới nói nghe cô bác các anh chị, hết giờ rồi. Chị nói vấn đề này thì chị nói còn nhiều lắm, chị mới nói có một phần nhỏ thôi về cái vấn đề giáo dục này thôi à. Thứ ba chị sẽ nói tiếp vấn đề này. Bây giờ chị mở nhạc cho cô bác các anh chị nghe, rồi cầu chúc cô bác các anh chị có những ngày cuối tuần bình an bên gia đình ha. Rồi từng tới mình sẽ gặp nhau. Chị nhìn cái quê hương thì chị đau lòng thôi. À, nhiều người nói Chen giả bộ cũng không sao, nói gì cũng được á. Chen là Chen đã vượt qua được cái cảnh giới để mà ngồi đó để ý những lời chỉ trích rồi, phải anh chị? Chen bỏ qua cái vụ đó rồi, Chen đã bước vô cái cảnh giới khác rồi. Cho nên những cái lời mắng chửi sỉ nhục là thường đối với Chen lắm. Cho nên thay vì dành thời gian để mắng nhiếc sỉ nhục Chen thì hãy dành thời gian để dòm sự thật đi, thì có phước cho mình một chút. Phải không? Tại vì Chen không có còn nằm trong cái cảnh giới để mà ngồi đó mà nghe ai chỉ trích mình đâu. Chen chỉ biết những gì Chen làm đúng là Chen tiếp tục làm. Không bao giờ, ngay cả cha mẹ cũng vậy nữa. Cha mẹ thí dụ có nhiều lúc cũng hiểu lầm mình, nhưng không sao. Những gì mình làm từ từ họ sẽ thấy. Đó là cách sống của Chen đó. Không có ngồi đó mà nghe bất cứ một người nào ngồi mà phỉ báng chỉ trích mình đâu. Môi móc, nói xấu mình, chuyện nhỏ. Bởi vì mình biết mình đang làm gì. Chen cũng mong là cô bác anh chị cùng với Chen sống như vậy đó. Mình hãy sống như vậy đó. Sống để cho trời nhìn, chứ không phải là cho người nhìn. Sống lúc nào cũng ngẩng cao đầu mà đi. Không phải sống hèn, không phải cúi đầu trước bất cứ ai cả. Làm đúng thì sợ gì chứ. Chen chỉ sợ ông trời, chứ Chen không có sợ người. Chen lì vậy đó. Chen bom mà. Chen mở nhạc cho anh chị nghe nghe. Bây giờ sẽ hát cái bài này rất hay mà rất buồn của tác giả Tô Hiền Vân, cái bài Quê Hương Bỏ Lại. Hát cái bài này cuối tuần đừng nhớ quê hương mà đau lòng cho quê hương mình nữa. Xa quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ.
một ngày không nắng cháy và một ngày không mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi. Kia dòng sông phơi nắng và ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc loài, hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng đốt sáng vạn niềm tin. Gió chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày buồn ôi lê thế mà hồn mình ngồi ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt sầu trong sương mờ. Có con biến Vũng Tàu sóng tần cùng đến Cà Mau. Hết rồi quê hương ơi, thật tần cùng xa xôi thôi. Còn gì nhà trang xưa và dòng đồng nai hững hờ. Nào Cần Thơ phơi nắng và ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Đồng bào ta với ta, hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng đốt sáng vạn niềm tin. Gió chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày buồn ôi lê thế mà hồn mình ngồi ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt sầu trong sương mờ. Có con biến Vũng Tàu sóng tần cùng đến Cà Mau. Hết rồi quê hương ơi, thật tần cùng xa xôi thôi. Còn gì nhà trang xưa và dòng đồng nai hững hờ. Nào Cần Thơ phơi nắng và ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hát cái bài này buồn ha. Ngàn đời nhớ Việt Nam. Trên sẽ hát một cái bài nhạc lính rất là hay của tác giả Mạc Phong Linh và Hoàng Minh. Cái bài viết từ KBC. KBC là khu bưu chính của Việt Nam Cộng Hòa đó, của các anh chị. Từ
KBC giá lạnh rừng sâu. Anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu tình anh, đây miền rừng xanh bụi vương áo lên. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn khỏa lập chữ tình. Em ơi lau lệ buồn còn chinh chiến anh còn đi, đừng giận hơn anh em nhé. Mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không u sầu, dặn dò em chỉ đôi câu. Từ KBC viết gửi về em, riêng tặng người yêu nụ hôn thương mến. Mai anh về kể chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi mình. Hòa lập chữ tình. Em ơi lau lệ buồn còn chinh chiến anh còn đi, đừng giận hơn anh em nhé. Mình thương thì gọi tên nhau, mình nhớ mà không u sầu, dặn dò em chỉ đôi câu. Sẽ viết gửi về em, xin tặng người yêu nụ hôn thương mến. Mai anh về kể chuyện nhà binh, lính xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi mình. Mai anh về kể chuyện nhà binh, xa nhà nhớ cô nhân tình, chuyện vui ngày cưới đôi mình. Cái bài rất là hay và dễ thương nữa. Còn thương thì gọi tên nhau, còn thương thì gọi tên Chen nha. Còn gọi tên là còn thương á. Giờ Chen sẽ hát một cái bài này để tặng cho tất cả cô bác, các anh chị ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam gì ráo trọi hết. À, thương dữ lắm, không có phân biệt vùng miền gì hết á, đều là đồng bào của Chen hết á, miễn đừng có cộng sản thôi à. Chẳng Chen có nói rồi, miễn đừng có cộng sản thôi, miền nào cũng được hết á, cũng thương hết, còn có dòng máu cộng sản là thua à. Cái bài Quê Hương Ba Miền của nhạc sĩ Thanh Sơn. Cái bài này mỗi lần hát thấy ấm lắm, bởi vì Bắc Trung Nam gì cũng là đồng bào phải không cô bác anh chị, nhưng không cộng sản nha. Việt Nam chứ đừng Việt Cộng. Non nước hiu tình ba miền xinh đẹp quá,
từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường năm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày Hội Liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua Ví Gia chờ đồng ba ngữ bình. Thăm lăng di tích thăm thiên mụ, tóc thề chậm vai nghiêng nón qua trang tiên. Đêm trăng buồn trên bên vẫn lâu, ngắm câu mái đầy dòng ngại nghe thảm sầu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua. Dang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với Nam Châu Sài Gòn hòn ngọc diễn đông. Non nước hiu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường năm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày Hội Liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua Ví Gia chờ đồng ba ngữ bình. Thăm lăng di tích thăm thiên mụ, tóc thề chậm vai nghiêng nón qua trang tiên. Đêm trăng buồn trên bên vẫn lâu, ngắm câu mái đầy dòng ngại nghe thảm sầu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời,
làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa hoa suốt từ ba thế kỷ qua, dang đôi tay hoa khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc diễn đông. Dang đôi tay hoa khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc diễn đông. Dang đôi tay hoa khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc diễn đông. thương lắm đồng bào ơi. Việt Nam chứ đừng Việt Cộng, nhưng mà người Việt Nam phải diệt người Việt Cộng. Chanh nói rõ ràng lắm đó nghe. Chanh thương đồng bào mình lắm, thương người Việt Nam chứ không có thương Việt Cộng à. Người Việt phải đứng dậy diệt thằng Việt Cộng đó, nói vậy là đúng nhất. Bây giờ Chanh hát một cái bài nhạc lính nữa, rồi tới một bài nhạc thính phòng, rồi sẽ tạm biệt cô bác anh chị nghe. Tuần tới gặp nhau nữa, tuần tới nói nữa. Chanh hát cái bài của nhạc sĩ, ca sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, cái bài Từ Đó Em Buồn. Lâu quá không nhắc nhạc sĩ Trần Thiện Thanh à. Trăng xe đôi lúc tình mới thành lời, trong nhau lần cuối nước mắt tuôn mặn môi, nước mắt chia đôi đời. Bóng anh khuất sau đồi lúc mây tím răng trời, lúc dòng tố tới bời, lúc đường đời ngăn đôi, đường đời ngăn đôi để một người sau lên môi, nên từ đó em buồn. Tạ từ anh hứa đến tròn hai mùa xuân sẽ về nối lời thề. Xuân qua hè tới thắm thoát đã mười đông, không tin thư đưa về. Nhớ anh nhớ vô vàn, nhớ anh nhớ muôn ngàn, nhớ anh đã bao lần mắt nhòa lệ đêm mơ, lệ nhòa đêm mơ mong đợi người về lau khô, nên từ đó em buồn. Từ đó đâu còn nữa đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau, từ đó đâu còn nữa chẳng ngày xưa lưu luyến soi đôi đầu. Gương xưa còn đó nhưng bóng người nào thấy đâu, áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi. Từ đó nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió từng đêm. Vào một đêm sương có người trai hồi hương báo một tin thật buồn, tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa cho tơ duyên bè bàng. Phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi.
một đời ngăn đôi những tình đầu làm sao với, nên từ đó em gọi tên nhau. Từ đó đâu còn nữa chăng ngày xưa lưu luyến soi đôi đầu. Gương xưa còn đó nhưng bóng người nào thấy đâu. Áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi. Từ đó nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió từng đêm. Vào một đêm sương có người trai hồi hương báo một tin thật buồn. Tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa cho tớ duyên bè bờ. Phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời uất hờn nghẹn tim côi. Một đời ngăn đôi những tình đầu làm sao với, nên từ đó em đời ngăn đôi những tình đầu làm sao với, nên từ đó em buồn thiệt. Bài buồn quá. Trên hát cái bài này một bài nữa, tạm biệt của anh chị nè. Cái bài rất là hay của nhạc sĩ Phạm Duy, cái bài Bao giờ biết tương tư. Hay lắm. Biết vui biết buồn ôm môi.
thiên đường. Đã mơ hé tình yêu là trái táo thơm, tôi ghé răng cắn vào miệng môi ngọt đắng tình yêu cuối đường. Là trôi chăn cuối cùng giấc mơ nào nùng vui tan. Bài hát rất là hay phải không quá anh chị? Bữa nay Trinh mở cái bài nhạc khác, đàn khác một tí cho cô bác anh chị thưởng thức cái hòa âm khác tí. Tuần tới mình gặp nhau nha. Xin còn gọi tên nhau, xin còn gọi tên Giang nha, đừng quên nha. Chủ nhật thứ hai không gặp Trinh cũng nhớ lắm, thứ ba mình sẽ gặp lại. Trinh phải nói tiếp vấn đề giáo dục này. Rất là cảm ơn cô bác anh chị lúc nào cũng dành thời gian cho Trinh ha, mặc dù biết là cái trang Facebook của Trinh đã bị chặn hết rồi, đi đánh phá hoài à. Trên bị phá hồi nãy trên chuẩn bị lên livestream nó cũng chặn rồi. Nó ở trong nước mấy bọn dư luận viên nó report cho anh á. Rồi trên phải cãi lộn với Facebook hoài à. Hổng rày chắc cũng hết 5-6 cái nick rồi. Cô bác anh chị thấy đó. Cứ chơi những cái trò hèn hạ này hoài. Chỉ có cộng sản mới vậy thôi à. Là chỉ có Việt Cộng mới chơi những cái trò hèn vậy thôi. Bẩn, chơi bẩn, chơi dơ á, phải không? Chứ người mà đàng hoàng, người đàng hoàng ai làm vậy, phải không? Khi mà người ta nói trúng tim đen của mình, cái mình phá người ta. Đó là tư cách của những kẻ vô liêm sỉ. Bởi vì nếu là một người mà có chính trực, có chút xíu đạo đức lương tâm đó, cô bác anh chị, khi mà người ta nói mình cái gì đó mình thấy đúng, mặc dù là nó xấu đó, nhưng mình cũng biết hổ thẹn, phải không? Thí dụ như tại sao mình xấu như vậy thì mình tìm cách mình sửa nó. Thấy không? Đâu có ai mà đánh kẻ chạy lại đâu. Ta đánh người chạy đi không à. Nhưng mà nó đã biết nó xấu, nó ác rồi. Thấy không? Người ta lên tiếng. Những cô chú bác ở trong nước cũng vậy. Bị đánh phá liên tục. Nó chơi cái kiểu đó thì làm sao mà người ta phục nó được, cô bác anh chị. Người ta chỉ càng ngày càng căm thù nó. Càng ngày nó càng lộ bản chất, nó hèn và vô liêm sỉ mà thôi. Ai đâu coi trọng. Loại cộng sản đi đâu ai mà coi trọng. Cho nên Trang cũng nói luôn cho mấy kẻ mà bưng bô mà thắng trận đá banh mà đưa lá cờ máu lên, cô bác anh chị nhục lắm, nhục lắm. Đưa cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến lên, ngồi đó là vĩ đại quang vinh, vô cùng nhục nhã. Hổm có một con hoa hậu đi thi
Hoa hậu Hoàng Vũ. Nó mặc cái bộ đồ cũng, nó đeo khẩu trang cũng cờ máu, cái gì cũng đem cái lá cờ máu theo, thật là nhục nhã cô bác anh chị, quá trời nhục nhã mà không biết. Trên thật đau lòng cho những kẻ bưng bô kia cộng sản. Bưng bô là nhục à, bưng bô là điều khốn nạn giống nhau hết á, tại vì biết nó xấu mà cũng tiếp tay với nó đó, giống kiểu cha nói là ý cha nói như vậy đó. Cho nên mình kệ đó, thà nghèo nhưng mà không hèn, thấy không, thà nghèo chứ không hèn, thà đi xin ăn cũng được chứ không ăn cướp ăn trộm đó, sống vậy đó. Chen trên lì mà, chen là chen sống vậy. Rất là thương cô bác các anh chị đã dành thời gian cho chen nha. Sắp tới thì tới cái ngày mà tròn một năm chen gặp cô bác các anh chị trên cái live stream á, mình sẽ cùng với nhau ngồi tâm sự ha. Bữa đó mình tâm sự tình cảm tình thương với nhau nha. Cái ngày chen nhớ cái cột mốc là ngày lễ để cha đó, lễ Father Day đó, là cái ngày đó chen lên live stream lần đầu tiên. Sắp tới rồi, tuần tới thì tới rồi, cho nên sẽ được gặp cô bác các anh chị ngồi tâm tình với nhau trong một năm. Mình ngồi ôn lại những kỷ niệm mà mình đã có, buồn vui cái gì cũng có lẫn lộn. Và tại sao mình còn ngồi với nhau được tới giờ này là cũng vì cái sợi dây tình thương đó. Chen nhìn ra được, và Chen cũng biết rằng cũng vì cô bác anh chị nhìn ra được cái bụng dạ của Chen, cho nên mới ở bên cạnh Chen. Chứ còn bây giờ, thời bây giờ đâu có dễ mà qua mặt ai đâu. Giống như Chen đây, thế hệ con cháu đây, mà ai muốn qua mặt cũng khó à. Đừng nói gì cô chú bác, những cô chú bác họ đã có kinh nghiệm sống ở đời, họ đã dày dạn kinh nghiệm rồi, chỉ cần họ nhìn thôi họ cũng biết nữa, đừng cần phải nói ra đâu. Và Chen cũng đang trên đường học hỏi hết đó, cho nên Chen cũng có con mắt chứ, cũng có lỗ tai, cũng có cái sự cảm nhận riêng của mình, phải không? Lúc nào Chen cũng có một cái sự nhận định riêng của mình, cho nên Chen nhìn ra được ai là người sẽ thương mình và đi cùng với mình, ai là những đồng đội chân chính của mình, và ai là những kẻ lúc nào cũng bới móc, những kẻ bới móc, những kẻ ganh ghét, tìm cách hại người khác, tìm cách nói xấu người khác, tìm cách đánh phá những cô chú bác khác của Chen. Chen nhìn ra hết, không tốt lành gì cả. Như Chen nói đó, nếu chúng ta thật sự có tâm, chúng ta vào một diễn đàn, nhất là Chen nói ví dụ diễn đàn của Chen đi, thì gửi một lời góp ý, Chen nói thiếu sót cái gì thì bổ sung cho Chen, đó mới thật là đồng đội của Chen. Còn nếu mà ngồi moi móc từng câu từng chữ của Chen ra để bắt bớ Chen, và lên YouTube để ý từng lời comment của những cô chú bác khác để bắt lỗi, bắt phải, thì những kẻ đó là những kẻ ganh tị, ganh ghét, và chỉ không có làm được gì tốt cho cái tập thể của chúng ta đâu. Và thời điểm này là cái thời điểm mà thời mặt pháp của bác anh chị, tự mình thanh lọc mình, và tự mình thanh lọc cả cái nhóm của mình, cái đồng đội của mình nữa. Bởi vì có một câu nói rất hay, không sợ thằng giặc nó giỏi, mà chỉ sợ đồng đội phản bội thôi. Thật sự là như vậy đó. Thằng giặc nó ác bao nhiêu mình cũng không sợ, nhưng chỉ sợ từ trong đồng đội của mình là đã đánh phá mình rồi. Tức là những người đó không thật sự có tâm. Chen nhìn ra được hết chứ, một năm rồi, sắp tới cái mốc một năm rồi, Chen nhìn ra được ai ở lại với mình, ai đã đồng hành với mình từ đầu tới bây giờ, không bỏ một ngày nào. Hoặc là có khi mắc công chuyện vẫn nhắn cho Chen một câu, ừ, cô bận, chú bận, chị bận, em bận, ngày mai em coi lại. Chen biết hết luôn. Một lời comment là Chen biết thương cỡ nào rồi, không cần phải nói nhiều đâu. Nhưng người đồng đội là nhìn dễ biết lắm. Còn những kẻ đánh phá, ba xạo, ba làng, Chen cũng biết luôn, chứ không phải không đâu cô bác anh chị. Nhưng mà mình sống thì cái lòng mình mở rộng một chút, đón nhận tất cả. Chen là như vậy đó, xấu tốt gì đó Chen cũng đón nhận, rồi tự mình sàng lọc cho bản thân mình. Chứ thế gian mà phải có hai mặt của nó, tốt về xấu lẫn lộn. Mình không có thể nào muốn cái gì cũng tốt đẹp không thì không có đâu. Không có gì là hoàn hảo đó. Cho nên Chen ngồi đây với một cái lòng rất rộng. Những lời chửi rủa đó là những chuyện nhỏ nhặt, chỉ là những hạt sạn hạt cát mà thôi. Chen không quan tâm. Chen quan tâm tới những gì cô bác và các anh chị, các em đã làm với Chen trong một năm nay. Đó mới là cái điều đáng quý mà Chen có thêm sức mạnh để ngồi đây thôi. Đó, Chen là như vậy. Chen không có quên chúc cô bác, anh chị và các em lúc nào cũng khỏe mạnh lại bình an. Rồi thương yêu nhau thật là nhiều nha. Thương yêu những người trong gia đình của mình, những người đang gần bên mình. Rồi sau đó dành tình thương cho những người xung quanh nữa. Vậy mới là cuộc sống hạnh phúc đó. Tại vì ai rồi cũng sẽ chết, không ai sống hoài hết đó. Cuối cùng rồi mình đem đi chỉ là đem cái tội với cái phước theo thôi. Chứ tất cả danh lợi tiền tài gì đó cũng sẽ bỏ lại thế gian này thôi. Mấy cái đó nó không có thật, nó là ảo thôi. Cái bữa
kỷ niệm một năm ngày gặp cô bác các anh chị, Trang sẽ tâm tình với cô bác các anh chị, sẽ rất vui, sẽ hát đủ thứ loại nhạc hết. Bây giờ Trang tạm biệt cô bác anh chị nha. Trang chúc cô chú bác các anh chị cuối tuần vui vẻ nha, quay quần bên gia đình, hạnh phúc, yêu thương nhau thiệt nhiều nha. Trang mặc dù Trang đang độc thân, Trang đang độc thân, nhưng mà Trang muốn nhìn thấy cô chú bác anh chị và các em hạnh phúc. Trang nhìn hạnh phúc của người khác để làm niềm vui cho mình. Đó là cuộc sống của Trang bây giờ. Và Trang thương, cái tình thương của Trang không phải là dành một người, mà Trang dành cho rất nhiều người. Cho nên Trang mới nói niềm hạnh phúc của Trang nó lớn lắm, phải không? Hiện tại bây giờ thì Trang là như vậy. Trang độc thân thì Trang dành hết tình thương cho cô bác anh chị và các em. Nhìn cái hạnh phúc của mọi người mà Trang vui. Cho nên hãy sống hạnh phúc bên nhau, yêu thương nhau thật là nhiều, sống bằng trái tim chân thành của mình, đừng dối lừa những người yêu thương mình, phải không cô bác anh chị? Nhiều chuyện vậy thôi chứ còn nhiều lắm. Nói đâu có đủ đâu về đâu đâu. Xin chào cô bác anh chị và các em nha. Xin tạm biệt, tuần tới mình gặp.